Cuốn sách Thức tỉnh thông điệp từ trái tim, tác giả Elizabeth Kubler-Ross và David Kessler, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đôi lời về tác giả. Elizabeth Kubler-Ross, tác giả cuốn Sự sống và cái chết và cuốn Sống trọn vẹn đến khi nói lời tạm biệt nổi tiếng, là người đã nhận được hơn 25 học vị tiến sĩ. Sách của cô được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. Hiện giờ cô đang sống tại Arizona. David Kessler, một chuyên gia tâm lý học và là người đứng đầu trong lĩnh vực chăm sóc những người sắp qua đời, đã giúp ích cho hàng ngàn nam nữ, kể cả Anthony Perkin và Michael Landon. Cuốn sách đầu tiên của ông, Ý nghĩa của cái chết, đã được nhận lời ca ngợi từ mẹ Tessa và được dịch sang 11 ngôn ngữ. Ông hiện sống tại Los Angeles. Thông điệp từ Elizabeth. Mọi người đều có nhiều bài học trong khoảng thời gian này, cái được gọi là cuộc sống. Các bài học này đặc biệt rất hữu ích trong những thời khắc cận kề cái chết. Cái chết là sự kết thúc của sự sống. Thường thì khi cái chết xuất hiện, chúng ta nhận thấy rằng đã quá muộn để áp dụng các bài học này. Sau khi đến sa mạc Arizona vào năm 1995, tôi trải qua một cơn đột quỵ và từ đó tôi bị tê liệt. Tôi trải qua vài năm tiếp theo trước cánh cửa của thần chết. Đôi khi tôi có cảm giác rằng cái chết sẽ xuất hiện trong vài tuần tới. Nhiều khi tôi cảm thấy thất vọng vì cái chết không xuất hiện, vì tôi đã sẵn sàng đón nhận nó. Nhưng tôi vẫn không chết vì tôi vẫn còn phải học nhiều về cuộc sống, những bài học cuối cùng của mình. Những bài học này là chân lý cuối cùng của đời sống, chúng là những bí mật của cuộc sống. Tôi muốn viết thêm một cuốn sách nữa, không phải nói về cái chết mà là nói về sự sống. Mọi người đều mang trong mình một Gandhi và một Hitler. Tôi muốn lấy hai nhân vật này làm biểu tượng. Gandhi là những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta, phần từ bi nhất, trong khi Hitler lại là những gì tệ hại nhất trong chúng ta, phần tiêu cực nhất, nhỏ nho nhất trong chúng ta. Các bài học về cuộc sống liên quan đến những yếu tố nhỏ nhặt tồn tại trong chúng ta cần vứt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực và trau dồi những cảm xúc tích cực trong tâm hồn chính mình. Những bài học này là cơn bão trong đời. Chính những cơn bão đưa chúng ta đến với sự ưu phiền. Chúng ta cố gắng hàn gắn chính mình và mọi người, không phải hàn gắn vết thương thể xác, mà là hàn gắn vết thương trong tâm hồn. Nhiều người vẫn đang tồn tại, nhưng họ chưa bao giờ thực sự sống, và họ dồn mọi sinh lực vào những việc dở dang của mình. Vì những việc dở dang là vấn đề lớn nhất trong đời, chúng ta cần phải học cách xử lý những việc chưa hoàn tất trong đời mình, để rồi khi chúng ta qua đời, chúng ta có thể nói rằng Thưa Chúa, con đã chết. Thông điệp từ David. Tôi đã dành nhiều thời gian để ở bên những người đang cận kề với cái chết, trong khi tôi rất biết ơn những người đã cùng làm việc với tôi. Những bài học của tôi không xuất nguồn từ họ. Thay vì thế, những bài học của tôi đã xuất hiện cách đây nhiều năm qua cái chết của mẹ tôi và mãi cho đến hiện nay khi tôi mất những người thân yêu của mình. Trong suốt vài năm qua, tôi luôn sẵn sàng để nói lời chia tay với thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè, kể cả Elizabeth. Tôi đã trải qua nhiều thời gian bên cô ấy. Tôi đã được học những bài học cuối cùng từ cô ấy. Cô ấy chia sẻ cùng tôi những cảm xúc và quan điểm của mình. Nhiều khi cô ấy tỏ ra rất tức giận. Nhiều khi tôi khó có thể rời khỏi cô ấy. Chúng tôi sẽ nói lời chia tay của mình. Cả hai đều tin rằng đó có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi thường ra về với đôi mắt nhòe nước. Thật khó có thể nói lời tạm biệt với người có ý nghĩa to lớn với mình. Tuy nhiên cô ấy nói rằng mình đã sẵn sàng. Nhưng Elizabeth đã không chết. Cô ấy dần dần hồi phục. Cô ấy vẫn sống cùng sự sống. Và rõ ràng sự sống vẫn chưa kết thúc với cô ta. Người ta biết rằng đôi khi những bài học quý báu nhất trong đời lại xuất hiện vào những thời khắc mình đau đớn nhất. Và họ biết rằng điều quan trọng là cả người còn sống lẫn người đã chết đều cần phải trải qua những bài học này. Đây là những gì tôi muốn làm, đem đến cho các bạn những bài học mà tôi đã học được. Tôi hy vọng rằng qua việc làm của mình, người chết vẫn sẽ mãi còn sống. Tôi có được hân hạnh ở bên mẹ Teresa vài tháng trước khi người qua đời. Người nói rằng công việc quan trọng nhất của người là an ủi người chết, vì người cho rằng cuộc sống luôn là thứ quý báu. Người sắp qua đời là người có thể cho chúng ta những bài học quý báu nhất, vì đó là lúc họ đang ở bên lề sự sống. Đó là lúc họ có thể quan sát sự sống ở góc độ rõ ràng nhất. Vài lời dành cho độc giả.
Cuốn sách này là sự hợp tác giữa Elizabeth Kubler-Ross và David Kessler. Những hoàn cảnh và những câu chuyện được trích ra từ các bài giảng của họ, từ các cuộc thảo luận cùng các bệnh nhân và thân nhân của các bệnh nhân. Trong cuốn sách này có những đoạn do Elizabeth viết, có những đoạn do David viết, có khi cả hai cùng viết để rõ rằng chúng tôi dùng từ chúng tôi để chỉ về Elizabeth và David. Các từ viết tắt cho thấy rõ ràng đáp án đó là của ai viết. Elizabeth Kubler-Ross sẽ viết tắt là E. Carroll và David Kessler sẽ viết tắt là DK. Chương 1. Sự xác thực. Stephanie, một phụ nữ trên 40 tuổi, chia sẻ câu chuyện này tại cuộc trao đổi. Một chiều thứ sáu nọ cách đây vài năm, tôi đang trên đường từ Los Angeles tới Palm Springs. Đó không phải là thời gian tốt nhất để lái xe trên đường cao tốc Los Angeles, nhưng tôi rất háo hức muốn đến vùng sa mạc để trải qua một ngày cuối tuần thoải mái cùng bạn bè. Tại vùng ngoại ô Los Angeles, chiếc xe phía trước tôi đột nhiên thắng gấp. Tôi cũng thắng lại. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu và nhận thấy rằng có một chiếc xe phía sau tôi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sắp sửa dừng lại. Thật ra nó đang nhào về phía tôi với tốc độ thật kinh khủng. Tôi nhận thấy rằng người tài xế chẳng hề chú ý gì, rằng tôi sắp sửa bị hút thật mạnh. Tôi biết mình đang gặp nguy hiểm vì ngay trước mũi xe của tôi là một chiếc xe khác đang chắn đường. Trong một khoảnh khắc, tôi biết rằng mình có thể chết. Tôi nhìn xuống hai tay mình, chúng đang siết chặt lấy vô lăng xe. Tôi không có ý siết chặt như thế. Đây là một phản xạ tự nhiên và cũng chính phản xạ này đã cứu tôi sống sót. Tôi quyết định rằng mình không muốn sống theo cách đó và cũng không muốn chết theo cách đó. Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu và buông cả hai tay. Tôi bỏ cuộc, tôi đầu hàng sự sống và cả cái chết, dù sau đó tôi bị hút thật mạnh. Khi mọi việc đã qua đi, tiếng ồn đã dứt, tôi mở mắt ra, tôi vẫn ổn. Chiếc xe trước mắt tôi bị hư hỏng nặng, chiếc xe phía sau tôi bị bẹp xuống, còn chiếc xe của tôi thì trông cứ như là một chiếc đàn xếp. Cảnh sát nói với tôi rằng tôi thật may mắn khi thả lỏng người ra như thế, vì sự căng cơ sẽ làm gia tăng khả năng bị thương tích nghiêm trọng. Tôi bước đi với cảm giác rằng mình vừa được ban tặng một món quà quý báu. Món quà này không phải chỉ là việc tôi còn sống sót hay không bị thương tích gì. Nó vĩ đại hơn cả điều đó. Tôi nhận thấy rằng trước đó tôi đã sống một cuộc đời với một đôi bàn tay siết chặt. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu được rằng mình có thể mở rộng bàn tay như thể có một chiếc lông tơ đang nằm trên đó. Tôi hiểu rằng nếu tôi có thể thư giãn đủ để gạt bỏ được nỗi lo sợ về cái chết đang xuất hiện trước mặt, thì tôi có thể thực sự vui cùng cuộc sống. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình gần gũi với chính mình hơn bao giờ hết. Giống như nhiều người khác ở bên lề của sự sống, Stephanie đã học được một bài học. Không phải về cái chết mà là về đời sống và sự sống. Sâu thẳm trong chúng ta biết rằng mình đang muốn trở thành một người nào đó. Và chúng ta có thể cảm nhận được khi nào thì mình sẽ trở thành người đó. Và ngược lại cũng đúng, chúng ta biết rằng khi mọi việc gì đó chấm dứt thì mình không còn là người mà mình muốn trở thành. Dù có ý thức được hay không, tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm câu trả lời, cố gắng học những bài học về cuộc sống. Chúng ta vật lộn cùng những giọt nước mắt và tội lỗi. Chúng ta tìm kiếm ý nghĩa, tình yêu, sức mạnh. Chúng ta cố gắng thấu hiểu nỗi lo sợ, sự mất mát và thời gian. Chúng ta tìm cách khám phá xem bản thân mình là ai và mình phải làm gì để thực sự được hạnh phúc. Đôi khi chúng ta tìm kiếm những thứ này nơi gương mặt của những người thân yêu, nơi tín ngưỡng, nơi Chúa Trời. Tuy nhiên rất thường xuyên chúng ta tìm kiếm chúng nơi tiền bạc, địa vị, công việc hoàn hảo hoặc từ những nơi khác. Để rồi cuối cùng chúng ta chỉ tìm được sự thất vọng và đau lòng. Chúng ta theo đuổi những thứ này mà không hề thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của chúng. Cuối cùng chúng ta bị bỏ lại với cảm giác tuyệt vọng, tin rằng cuộc sống này là thứ vô nghĩa, rằng tình yêu và niềm hạnh phúc chỉ là ảo tưởng. Một số người tìm kiếm ý nghĩa qua việc học tập, qua sự giác ngộ, qua sự sáng tạo, và người khác khám phá ý nghĩa của cuộc sống trong khi nhìn thẳng vào sự bất hạnh, nhìn thẳng vào cái chết. Có phải họ đã được bác sĩ bảo rằng họ đã mắc phải chứng ung thư hoặc chỉ còn 6 tháng nữa để sống? Có thể họ đã quan sát những người thân yêu của mình đang vật lộn cùng sự sống và họ đã bị đe dọa bởi thiên tai. Họ đã tiếp cận cùng cái chết, họ đã đến bên bờ vực. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của thần chết, đối mặt trực tiếp với cái chết hoàn toàn và trọn vẹn, họ đậu hàng trước cái chết và quan điểm sống của họ đã được thay đổi hoàn toàn kể từ đó khi họ học được một bài học về sự sống. Giữa bóng tối của sự tuyệt vọng, họ cần phải quyết định xem họ muốn làm gì với khoảng thời gian còn lại trong đời. Không phải ai cũng tỏ vẻ hứng thú khi học những bài học này, nhưng mọi người đều nhận thấy rằng chúng thực sự làm cho cuộc sống của họ thêm phần sâu sắc và phong phú.
Thế thì tại sao bạn phải chờ đợi mãi đến khi cuộc sống sắp sửa kết thúc? Tại sao bạn không học những bài học đó ngay lúc này? Các bài học này đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Khi giải quyết vấn đề sự sống và cái chết, chúng ta bị thách thức bởi cùng những bài học giống nhau. Bài học về sự lo sợ, tội lỗi, tức giận, tha thứ, thời gian, kiên nhẫn, tình yêu, mối quan hệ, vui chơi, mất mát, sức mạnh, chân thật và bài học về niềm hạnh phúc. Việc học những bài học này cũng giống như quá trình bạn trưởng thành. Bạn không thể đột nhiên trở nên hạnh phúc, giàu có, mạnh mẽ, nhưng bạn sẽ thấu hiểu rõ hơn về thế giới quanh mình. Bạn sẽ thanh thản với chính mình. Việc học những bài học về cuộc sống không phải là việc biến cuộc sống của mình thành một cái gì đó hoàn hảo, mà là việc nhìn nhận cuộc sống theo đúng ý nghĩa của nó. Một người nọ đã chia sẻ, giờ đây tôi vui cùng sự không hoàn hảo của sự sống. Chúng ta xuất hiện trên trái đất này để học những bài học của chính mình. Không ai có thể cho bạn biết rằng các bài học của bạn là gì. Bạn cần phải tham gia cuộc hành trình này để khám phá chúng. Trong cuộc hành trình này, chúng ta sẽ được trang bị nhiều hoặc vài món cần thiết, nhưng không bao giờ được trang bị nhiều quá khả năng mang vác của mình. Một người muốn tìm hiểu về tình yêu có thể kết hôn nhiều lần hoặc không bao giờ kết hôn. Một người muốn tìm hiểu về tiền bạc có thể chẳng có lấy một xu trong túi hoặc có rất nhiều mức, đến mức mà không đếm xuể. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ quan sát cuộc sống và sự sống, khám phá cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta sẽ biết được rằng mình không đơn độc, rằng tất cả chúng ta đều có mối quan hệ hỗ tương. Khám phá xem tình yêu xuất hiện và phát triển như thế nào, khám phá xem mối quan hệ làm cho đời sống của chúng ta phong phú như thế nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ bổ khuyết được những mặt yếu của mình, chúng ta sẽ khám phá được hạnh phúc và sự thật về chính mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem mình đã được trao tặng mọi thứ như thế nào và chúng ta cần phải làm gì cho cuộc sống của mình thêm tươi đẹp. Khi đối mặt với sự mất mát, tất cả những người chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi đều cho rằng tình yêu là yếu tố quan trọng nhất. Tình yêu thực sự là thứ duy nhất chúng ta có thể có được, gìn giữ và mang theo bên mình. Họ đã ngưng việc tìm kiếm những hạnh phúc từ thế giới bên ngoài. Thay vì thế, họ học được cách tìm kiếm ý nghĩa nơi chính mình. Họ không còn sống vì ngày mai, họ không còn chờ đợi tin tốt về bất cứ điều gì. Thay vì thế, họ đã tìm được sự quý báu của từng ngày hôm nay vì họ đã biết cách lắng nghe con tim mình. Cuộc sống dạy chúng ta rất nhiều bài học. Vũ trụ dạy chúng ta những điều cơ bản về tình yêu, nỗi lo sợ, thời gian, sức mạnh, sự mất mát, niềm hạnh phúc, mối quan hệ và sự xác thực. Hôm nay chúng ta không hạnh phúc vì mọi điều phức tạp của cuộc sống. Chúng ta không hạnh phúc vì chúng ta không tìm được sự đơn giản ẩn chứa phía sau mọi sự phức tạp này. Đại đa số đều nghĩ rằng mình đã được dạy về tình yêu. Tuy nhiên chúng ta vẫn không có được sự thăng hoa của tình yêu. Đơn giản bởi vì đó vẫn chưa phải là tình yêu. Đó chỉ là chiếc bóng của sự lo sợ, sự bất an, những điều mình mong đợi. Chúng ta cùng sánh vai bên nhau, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn đến bất tận. Khi chúng ta đối mặt với những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phát triển. Khi hoàn cảnh xảy ra một cách tồi tệ, chúng ta có thể tìm được nghị lực tiềm ẩn trong chính mình. Khi chúng ta khám phá được ý nghĩa thật sự của những bài học, thì chúng ta cũng khám phá được một đời sống ý nghĩa, ngập tràn tình yêu. Không hoàn hảo nhưng rất thật, chúng ta có thể sống một cuộc đời sâu sắc. Có thể trong bạn mơ hồ xuất hiện câu hỏi này: ai đang học những bài học này? Tôi là ai? Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta không ngừng tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta biết rằng giữa lúc chúng ta trao đổi và cái chết là cái chúng ta gọi là sự sống, nhưng tôi là một trải nghiệm hay là đối tượng trải nghiệm? Tôi có phải là thể xác này không? Tôi có phải là những lỗi lầm không? Tôi là căn bệnh này phải không? Tôi là một bà mẹ, một thư ký hay một vận động viên? Tôi là sản phẩm một quá trình nuôi dưỡng? Tôi có thể thay đổi và vẫn cứ là tôi được không? Bạn chẳng là gì trong những thứ này cả. Rõ ràng bạn đã phạm những nỗi lỗi lầm, nhưng chúng không phải là bạn. Có thể bạn đã mắc một vài chứng bệnh nào đó, nhưng rõ ràng đó không phải là bạn. Có thể bạn rất giàu có, nhưng bạn không phải là những tờ ngân phiếu. Bạn không phải là thể xác, địa vị, quyền lực. Bạn không phải là tất cả những thứ này, bởi vì chúng nhất định sẽ thay đổi. Có một phần trong bạn không bao giờ thay đổi. Nó không thay đổi theo thời gian, tuổi tác, bệnh tật, hoàn cảnh. Có sự xác thực khi bạn được chào đời. Bạn được sinh ra cùng nó, bạn sống cùng nó, chết cùng nó. Bạn là một người tuyệt vời, bạn là một kỳ quan. Khi chúng ta hấp hối, chúng ta không còn nhận thấy những lỗi lầm, bệnh tật lo lắng mà trước đây mình không ngừng lưu tâm đến. Lúc này chúng ta chỉ nhìn thấy những điều tuyệt vời nơi chính mình, vì ở cuối cuộc đời chúng ta mới trở nên rõ ràng.
nghệ sĩ vĩ đại thời Phục Hưng là Michelangelo. Một dạo nọ được hỏi rằng làm sao ông có thể tạo ra được những bức tượng nổi tiếng chẳng hạn như Pietà hoặc David được. Ông giải thích rằng ông chỉ đơn giản là hình dung rằng bức tượng đã có sẵn bên trong khối đá rồi. Rồi thì ông gọt tẽo cho đến khi bức tượng hiện ra, gọt tẽo để những gì đã sẵn có bên trong hiện ra ngoài. Con người vĩ đại tuyệt vời cũng đang sẵn bên trong bạn. Mọi người đều mang trong mình hạt mầm của sự vĩ đại. Những người vĩ đại không hề sở hữu thứ mà mọi người không có. Họ chỉ gọt rũa chính mình để bản ngã tốt đẹp của họ xuất hiện mà thôi. Thật không may là những tài năng thiên bẩm của chúng ta thường bị che đậy bởi nhiều lớp, bởi nhiều chiếc mặt nạ, bởi những vai trò mà chúng ta đang gánh vác. Các vai trò chẳng hạn như cha mẹ, công nhân, thuyền trưởng, kẻ nổi loạn có thể trở thành các tảng đá chung với bản ngã thực sự của chúng ta. Đôi khi các vai trò này cũng bị gạt bỏ. Tôi muốn bạn học hành thật chăm chỉ và trở thành một bác sĩ. Hãy là một người tử tế, bạn phải siêng năng nếu bạn muốn tiến bộ. Đôi khi chúng ta tình nguyện nhận lãnh một vai trò nào đó vì chúng dường như rất hữu ích. Mẹ luôn luôn làm việc đó theo cách này, ắt hẳn đó là một phương cách hay. Mọi người lãnh đạo đều cao thượng và hy sinh, thế nên mình sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Đôi khi chúng ta vô tình hoặc cố ý nhận lãnh một vai trò mới nào đó, số khi hoàn cảnh thay đổi chúng ta cảm thấy đau lòng bởi kết quả hiện hữu. Ví dụ, một đôi vợ chồng có thể nói, trước khi chúng ta kết hôn, mọi việc thật tuyệt vời. Khi chúng ta kết hôn rồi, dường như có điều gì đó không ổn. Trước đây, khi họ chưa kết hôn, họ chỉ là một con người bình thường. Ngay khi họ kết hôn, họ nhận lãnh các vai trò mà người khác áp đặt cho họ. Họ cố gắng làm chồng và làm vợ. Trong vô thức, họ biết rằng một người chồng hoặc một người vợ phải ra sao, nên làm gì và không nên làm gì. Và họ cố gắng hành xử đúng theo vai trò đó thay vì là chính mình và khám phá xem mình muốn trở thành một người chồng hoặc một người vợ như thế nào. Hoặc một người nọ đã nói, trước đây tôi là một người chú tuyệt vời, giờ đây tôi rất thất vọng vì vai trò làm cha của mình. Khi còn là một người chú, anh ta vui đùa của bọn trẻ bằng cả con tim mình. Khi trở thành một người cha, anh ta cảm thấy rằng mình đang gánh vác một vai trò nào đó, nhưng vai trò đó không hòa hợp với con người thật của anh ta, bản ngã thật của anh ta. Elizabeth, không dễ gì để khám phá được mình là ai. Tôi là một trong ba đứa trẻ sinh ba. Trước đây, những đứa trẻ song sinh hoặc sinh ba thường ăn mặc giống nhau, cũng có một loại đồ chơi như nhau, cùng tham gia các khóa học giống nhau. Người ta thường không phản ứng với bạn như khi phản ứng với một cá nhân. Họ luôn xem bạn là một bộ ba không thể tách rời. Bất luận chúng tôi có ngoan ngoãn ở trường không, tôi nhanh chóng nhận ra rằng dù tôi có cố gắng hay không, thì chúng tôi chỉ luôn luôn nhận được điểm C. Có thể một trong ba chúng tôi nhận được điểm F hoặc điểm A, nhưng các giáo viên luôn nhầm lẫn chúng tôi. Thế nên tốt hơn hết họ cho cả ba chúng tôi điểm C. Có những lúc khi tôi ngủ trong lòng bố tôi biết rằng ông ta chẳng nhận ra được đứa nào là đứa nào. Bạn có hình dung được sự giống nhau này sẽ tác động đến bạn như thế nào không? Ngày nay chúng ta biết rằng sự độc lập cá nhân là điều quan trọng. Ngày nay, khi hiện tượng đa sinh xuất hiện thường xuyên hơn, các bậc cha mẹ hiểu được rằng họ không nên cho chúng ăn mặc giống nhau và cư xử với chúng giống nhau. Vì là một trong ba đứa trẻ giống nhau này, tôi luôn cố gắng là chính mình. Ngay cả quyết định trở thành chính mình cũng không phải là một quyết định được hoan nghênh cho lắm. Hầu hết chúng ta đều đóng nhiều vai trò khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta học được cách di chuyển từ vai trò này sang vai trò khác. Các vai trò này không phải lúc nào cũng xấu và có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong hoàn cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta là cần khám phá xem đâu là những vai trò hợp với mình và đâu là những vai trò không hợp với mình. Việc này cũng giống như việc bạn lột vỏ một củ hành. Đôi khi nó khiến mắt bạn cay xè. Có thể bạn sẽ phải đau lòng khi biết được phần tiêu cực trong chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu những đặc tính của Gandhi và Hitler. Hầu hết chúng ta đều không thích ý tưởng rằng mình mang đặc tính của Hitler. Chúng ta không muốn nghe điều đó. Nhưng tất cả chúng ta đều mang trong mình những đặc tính tiêu cực hoặc tiềm năng tiêu cực. Việc phủ nhận sự thật này là việc vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần phải thú nhận rằng mình có khả năng tiêu cực. Đây là điều thiết yếu. Sau khi thú nhận điều này, chúng ta có thể bắt tay vào việc khám phá nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta là một người xấu, bản chất của chúng ta là xấu. Điều này chỉ có nghĩa là chúng ta mang trên mình một chiếc mặt nạ mà chúng ta không nhận ra được. Nếu bạn khám phá được rằng mình không phải là một người vô cùng xinh đẹp, đã đến lúc bạn cần phải vứt bỏ hình ảnh đó và hãy là chính mình. Vì việc cố gắng trở thành một người xinh đẹp là một việc giả tạo một cách ngớ ngẩn.
Chúng ta luôn đóng nhiều vai trò khác nhau, chúng ta luôn cố gắng hoàn thành nhiều vai trò khác nhau, nhưng chúng ta thường không nhận ra được cái giá phải trả thực sự cho việc cố gắng hoàn thiện vai trò này. Có khi cái giá phải trả quá nặng nề khiến bạn không thể chịu nổi. Nhiều người đến độ tuổi trung niên mới nhận ra rằng họ là những người luôn chăm sóc mọi người trong gia đình. Khi họ hiểu được điều này, chắc chắn họ sẽ nói rằng họ là người dễ thương. Không hề nhận ra được điều gì đang xảy ra, họ gánh vác mọi trách nhiệm và họ luôn đảm bảo rằng cha mẹ và anh chị, em trong nhà luôn được hạnh phúc. Họ giải quyết mọi tranh chấp, họ hòa giải mọi bất đồng, họ cho mọi người vay tiền, họ giúp đỡ mọi người trong mọi lĩnh vực. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận thấy rằng vai trò này không phải là bạn, thế nên bạn vứt bỏ nó. Bạn vẫn là một người dễ thương, nhưng bạn không còn cảm thấy rằng mình có bổn phận đảm bảo rằng mọi người đều hạnh phúc. Sự thật là một vài mối quan hệ không đi đến đâu cả. Có những mối quan hệ chỉ tồn tại sự bất đồng và thất vọng. Nếu bạn cảm thấy rằng mình có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì đó là nhiệm vụ bạn không tưởng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào với con người mới của mình? Bạn có thể nhận thấy rằng vai trò chỉ là chuyện nhỏ. Thật tuyệt khi lúc này mình không cảm thấy rằng mình phải chịu trách nhiệm về niềm hạnh phúc của mọi người. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn đã lừa dối mọi người. Mình đã lừa dối họ, mình đã cố gắng làm họ yêu mến mình bằng cách tỏ ra tử tế. Bạn có thể nhận thấy rằng giờ đây bạn là người đáng yêu vì bạn đang là chính mình. Bạn có thể nhận thấy rằng mọi hành vi của bạn đều xuất nguồn từ sự lo sợ rằng mình không phải là người tốt, lo sợ rằng mình sẽ không được lên thiên đàng, lo sợ rằng mọi người không yêu mến mình. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn đang vận dụng vai trò để giành lấy một phần thưởng nào đó. Mình đã luôn nghĩ rằng mọi người sẽ trở thành đều yêu mến mình và ngưỡng mộ, nhưng thực ra mình chỉ là một người giống như bao người khác. Bạn có thể nhận thấy rằng sẽ tốt hơn cho mọi người khi họ phải đối mặt với những rắc rối rằng họ đang trên đường khám phá xem họ là ai. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn đã làm cho họ yếu đi, nhờ đó bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Bạn có thể nhận thấy rằng qua việc tập trung vào những rắc rối của họ, bạn đã quên đi những vấn đề của chính mình. Hầu hết chúng ta đều chưa bao giờ phạm vào tội ác, nhưng chúng ta thực sự cần phải soi xét những phần đen tối nơi nhân cách của mình. Chúng ta không thể nhận ra các đặc tính tiêu cực của mình nếu chúng ta không thừa nhận sự hiện hữu của nó. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu được mọi cảm xúc của mình thì chúng ta có thể sống trọn vẹn với chính mình. Bạn có thể đau buồn khi bạn đánh mất những vai trò này, nhưng bạn sẽ biết rằng bạn đang sống tốt hơn vì bạn đang chân thành với chính mình hơn. Con người thật của bạn luôn bất diệt, không có gì thay đổi được nó. Việc chúng ta là ai là việc hệ trọng hơn nhiều so với hoàn cảnh của chúng ta, dù rằng chúng ta có xu hướng tự định nghĩa chính mình qua hoàn cảnh. Nếu hôm nay là một ngày tuyệt vời, thời tiết tốt, giá cổ phiếu gia tăng, xe hơi sạch sẽ và bóng loáng, bọn trẻ nhận được phiếu liên lạc với kết quả tốt, thì chúng ta cảm thấy cứ như thể mình là người tuyệt vời. Nếu không thế, chúng ta cảm thấy mình là một người hoàn toàn vô dụng. Con người thật của chúng ta không dễ dàng thay đổi như thế. Nó không được định nghĩa qua hoàn cảnh hoặc vai trò của từng người. Đây chỉ là những ảo tưởng. Dưới mọi hoàn cảnh của chúng ta, dưới mọi vẻ ngoài này là một con người tuyệt vời. Chúng ta khám phá bản chất thật của mình bằng cách vứt bỏ mọi ảo tưởng để khám phá được sự thật. Chúng ta luôn trọn vẹn, luôn đáng giá. Dù chúng ta là người nghèo hay kẻ giàu, trẻ hay già, có nhận được nhiều huy chương hay không, dù chúng ta đang ở điểm khởi đầu hay điểm kết thúc của cuộc sống, dù chúng ta đang ở đỉnh cao danh vọng hay chìm ngập trong sự tuyệt vọng, chúng ta luôn luôn là những con người không bị chi phối bởi hoàn cảnh. Bạn là bạn, bạn không phải là chứng bệnh của bạn, bạn không phải là những gì bạn thực hiện. Cuộc sống là sự sống, chứ không phải là hành vi. David, tôi đã hỏi một phụ nữ sắp qua đời rằng giờ thì bạn là ai? Cô ta nói, tôi cảm thấy mình là một người giống như bao người khác. Tôi đã sống một cuộc đời sống như bao người khác. Điều gì đã làm cho cuộc sống của tôi khác biệt hơn so với cuộc sống của mọi người? Qua bệnh tật của mình, tôi nhận thấy một điều rõ ràng. Tôi là người độc nhất. Không ai có thể trải nghiệm cùng thế giới này theo cách tôi đã trải nghiệm. Trước đây và mãi mãi, về sau sẽ không có ai giống tôi cả. Điều này đúng với cô ta và cũng đúng với bạn. Không ai trải nghiệm cùng cuộc sống này giống như bạn cả. Lịch sử của bạn, ký ức của bạn, những sự kiện đã xảy ra với bạn. Bạn là một sinh vật độc đáo duy nhất, nhưng chúng ta không thể nâng niu sự độc đáo của mình mãi đến khi chúng ta khám phá được mình thực sự là ai. Nhiều người tỏ ra suy sụp tinh thần nghiêm trọng khi họ nhận thấy rằng họ không biết mình là ai. Việc cố gắng tìm hiểu chính mình có thể là một việc khiến bạn đau lòng. Một ngày nào đó khi chúng ta ngã xuống vì bệnh tật,
Lúc đó chúng ta không còn là một ông chủ nhà hàng, một nhà thám hiểm, một bác sĩ hoặc một giáo sư. Khi ấy chúng ta phải tự hỏi mình rằng, nếu mình không phải là tất cả những thứ ấy, thế thì mình là ai? Nếu bạn không còn là một cậu trai tử tế, một ông chú ích kỷ, một người hàng xóm ân cần, thế thì bạn là ai? Chúng ta phải làm mọi việc vì nó đem đến cho chúng ta niềm vui, từ công việc cho đến trang phục. Nếu chúng ta không làm gì để mình trở nên đáng giá trong mắt mọi người thì chúng ta sẽ không cảm thấy mình là một người có giá trị. Thật lạ khi chúng ta thường sống vì những gì mình nên làm hơn là những gì mình muốn làm. Nếu bạn có thể làm điều bạn muốn làm chứ không phải điều bạn nên làm bất chấp hậu quả như thế nào thì điều gì sẽ xảy ra? Khi ấy bạn sẽ khám phá được nhiều điều về con người thật của chính mình, hoặc ít nhất bạn cũng khám phá được thiên hướng của chính mình. Nếu bạn nói rằng bạn muốn ăn trộm, có lẽ là do bạn so sự tiêu thốn. Nếu bạn nói rằng bạn muốn nói dối, có lẽ là do bạn không cảm thấy an toàn khi nói ra sự thật. Nếu bạn nói rằng bạn muốn yêu thương một người nào đó mà hiện nay bạn không yêu thương, có lẽ là do bạn sợ hãi tình yêu. David, tôi luôn thường đến nhiều nơi vào các kỳ nghỉ. Tôi thức dậy thật sớm, làm đủ mọi việc càng nhiều càng tốt. Khi tôi quay về khách sạn vào cuối ngày thì tôi đã mệt đủ người. Cuối cùng tôi nhận thấy rằng tôi chẳng bao giờ có niềm vui trong các kỳ nghỉ của mình, rằng tất cả những việc tôi làm đều khiến tôi phải mệt mỏi và căng thẳng. Tôi tự hỏi rằng tôi sẽ làm gì nếu không ai dòm ngó đến tôi. Câu trả lời của tôi là tôi sẽ ngủ dậy thật trễ, tôi sẽ ngồi trên bãi biển cả ngày để đọc một cuốn sách mình yêu thích, hoặc chẳng làm gì cả. Vai trò của tôi trong cuộc sống không phải là tôi. Tôi làm điều đó bởi vì tôi nghĩ rằng mình nên làm. Bạn sẽ làm gì nếu cha mẹ, ông chủ, thầy cô giáo của bạn tất cả đều không để mắt đến bạn? Làm sao bạn có thể định nghĩa được chính mình? Bạn là ai dưới tất cả những lớp vỏ bọc đó? Đó chính là con người thật của bạn. Ở tuổi 60, Tim, người cha của ba đứa con gái, bị chứng đau tim. Ông đã là một người cha tốt trong suốt khoảng thời gian qua. Sau cơn đau tim, ông ta bắt đầu khảo sát lại đời mình. Tôi nhận thấy rằng không chỉ động mạch của mình bị chai sạn, ông ta nói, chính bản thân tôi cũng đã chai sạn. Cách đây vài năm khi vợ tôi qua đời, tôi cần phải trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn con cái của mình cũng trưởng thành mạnh mẽ, thế nên tôi đã tỏ ra rất cứng rắn trước mặt chúng. Giờ thì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Tôi đã 60 tuổi, cuộc sống của tôi sẽ sớm chấm dứt trong một ngày gần đây. Tôi không muốn tỏ ra cứng rắn nữa. Tôi muốn các con tôi hiểu rằng chúng có một người cha rất yêu thương. Tại bệnh viện, ông nói với các con gái về tình yêu của mình. Thật ra thì các con của ông đều biết rằng cha họ luôn rất yêu thương họ. Họ bật khóc thức nở vì xúc động. Ông không còn cảm thấy rằng mình phải là một người cha mà mình nên là. Thay vì thế, ông có thể là chính mình. Tất cả chúng ta không phải là những thiên tài giống như Einstein hay các vận động viên vĩ đại như Michael Jordan. Nhưng sự mảy rũa sẽ giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn về một mặt nào đó, tùy thuộc vào tài năng của mình. Elizabeth, cách đây nhiều năm tại trường đại học y dược Chicago, tôi may mắn được bầu chọn là giáo sư được yêu thích nhất. Đây là một trong những điều vinh dự nhất mà chúng tôi có thể nhận được. Tất cả chúng tôi, các thầy cô giáo đều muốn được học sinh của mình chấp nhận. Ngày công bố kết quả, mọi người đều tỏ ra rất tử tế với tôi, giống như họ vẫn thường cư xử. Nhưng không ai nói điều gì với tôi về giải thưởng này cả. Tôi cảm thấy có điều gì đó ẩn sau nụ cười của họ, một cái gì đó mà họ không nói ra. Đến cuối ngày hôm đó, người ta đem đến cho tôi một chiếc giỏ hoa tuyệt đẹp. Nó là món quà của một trong những đồng nghiệp của tôi, một chuyên gia tâm lý trẻ em. Trên chiếc giỏ hoa có một tấm thiệp viết rằng: vô cùng ganh tị, nhưng dẫu sao cũng xin chúc mừng. Từ đó về sau, tôi biết rằng tôi có thể tin cậy vào anh ta. Tôi yêu anh ta vì sự chân thật của anh ta. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên anh ta, vì anh ta đã thể hiện con người thật của mình. Chương 2. Tình yêu. Tình yêu, thứ mà chúng ta khó có thể mô tả được nó, là trải nghiệm lâu dài và bền vững nhất trong cuộc sống. Nó là khắc tinh của sự lo sợ, nó là bản chất của các mối quan hệ, nó là cốt lõi của sự sáng tạo, nó là sự thanh nhã của nghị lực, nó là một phần vô cùng phức tạp trong mỗi chúng ta. Tình yêu chẳng liên quan gì đến kiến thức, giáo dục hay quyền lực, nó vượt ra khỏi mọi phạm trù khác. Nó là món quà duy nhất trong đời không bị thất lạc. Xét cho cùng thì nó là thứ duy nhất chúng ta có thể cho tặng. Trong thế giới đầy rẫy những ảo tưởng này, một thế giới trống rỗng, tình yêu là nguồn sống, là nguồn chân lý.
Tuy nhiên, vì tất cả sự cao thượng và đẹp đẽ của nó luôn lẩn tránh chúng ta. Một số người trải qua cả đời để tìm kiếm tình yêu. Chúng ta sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được nó, rằng nếu chúng ta tìm thấy nó thì chúng ta sẽ đánh mất nó. Chúng ta sợ rằng nó sẽ không tồn tại lâu dài. Chúng ta nghĩ rằng mình biết về tình yêu là gì, vì chúng ta đã có được ý niệm về tình yêu ngay từ khi chúng ta còn bé. Và hình ảnh tình yêu phổ biến nhất là ý tưởng về sự lãng mạn. Khi chúng ta gặp một người nào đó đặc biệt, chúng ta đột nhiên cảm thấy trọn vẹn, mọi thứ đều đẹp đẽ, tuyệt vời. Và từ đó về sau chúng ta sống trong niềm hạnh phúc. Dĩ nhiên, chúng ta cảm thấy rất thất vọng khi trong thực tế chúng ta nhận thấy rằng hầu hết tình yêu mà chúng ta cho và nhận đều là thứ tình yêu có điều kiện. Ngay cả tình yêu dành cho hoặc được nhận từ gia đình và bạn bè cũng được đặt trên nền tảng là sự mong đợi và điều kiện. Chúng ta nhận thấy rằng mình đang sống cùng những mối quan hệ không có tình yêu. Chúng ta tỉnh giấc từ những ảo tưởng lãng mạn để rồi chúng ta đối mặt với một thế giới không có thứ tình yêu mà mình đã nghĩ đến khi còn bé. Bạn hãy hỏi một người trưởng thành về quan niệm của anh ta về tình yêu, bạn sẽ nhận được những lời lẽ vô cùng cay đắng. Thật may mắn rằng tình yêu thực sự có thể xuất hiện, chúng ta có thể cảm nhận được thứ tình yêu mà mình mong đợi. Nó thực sự tồn tại nhưng không xuất hiện trong quá trình chúng ta tìm kiếm nó. Nó không xuất hiện trong giấc mơ về việc tìm được một người bạn hoàn hảo. Hầu hết chúng ta đều muốn có một tình yêu vô điều kiện. Thứ tình yêu tồn tại vì chính chúng ta chứ không phải vì những gì chúng ta thực hiện hoặc không thực hiện. Nếu chúng ta may mắn, rất may mắn, chúng ta có thể có được thứ tình yêu đó trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình. Thật đáng buồn, hầu hết thứ tình yêu mà chúng ta có được trong đời chỉ là loại tình yêu có điều kiện. Chúng ta được yêu thương vì những gì chúng ta đã làm cho người khác, vì sự giàu có của chúng ta, vì quyền lực của chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng thật khó có thể yêu thương mọi người theo đúng con người thật của họ. Elizabeth, một phụ nữ rất chuẩn mực tiến về phía tôi sau khi tôi phát biểu. Bạn biết tôi muốn nói đến hai từ chuẩn mực có nghĩa là gì chứ? Đó là tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề. Năm trước tôi đã đến tham dự hội thảo của cô. Cô ta nói, trên đường về nhà, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chính là đứa con trai 18 tuổi của mình. Mỗi đêm khi tôi về nhà, nó luôn ngồi ở phòng khách trong khi đang mặc trên người chiếc áo thun cũ mềm mà bạn gái nó đã tặng cho nó. Tôi luôn lo sợ về những gì hàng xóm sẽ suy nghĩ khi trông thấy nó mặc một chiếc áo cũ mềm như thế. Họ có thể nghĩ rằng tôi chẳng quan tâm gì đến con cái và không có khả năng cho chúng ăn mặc tươm tất. Mỗi khi tôi về nhà, tôi luôn mắng mỏ nó, bắt đầu từ chiếc áo thun đó, hết việc này đến việc khác. Và vâng, đó từng là mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi đang nghĩ về bài tập luyện tập về sự sống chết từ cuộc thảo luận của cô. Tôi nhận thấy rằng cuộc sống là một món quà vô cùng quý giá, món quà mà tôi sẽ không bao giờ giữ được và tôi cũng sẽ không bao giờ giữ mãi được những người thân yêu của mình. Tôi thực sự để tâm đến những vấn đề quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết vào ngày mai? Điều tôi sẽ nghĩ gì về cuộc sống của mình? Tôi nhận thấy rằng trước đây tôi đã sống một cuộc đời sống thật bình yên, dù rằng mối quan hệ giữa tôi và con trai bình thường không được tốt đẹp lắm. Rồi thì tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai con trai tôi qua đời? Tôi sẽ cảm thấy như thế nào về cuộc sống mà tôi đã trao tặng nó? Tôi suy nghĩ miên man về việc này và cuối cùng tôi đã giác ngộ được một điều quan trọng. Tôi đột nhiên hiểu ra rằng chiếc áo thun đó là thứ vô cùng ý nghĩa đối với nó. Dù bất cứ lý do gì thì đó cũng là thứ mà nó yêu thích. Đêm hôm đó, khi tôi về nhà, tôi nói với nó rằng việc nó mặc chiếc áo thun đó là điều hoàn toàn đúng đắn, vì đó là thứ mà nó yêu thích. Tôi nói với nó rằng tôi rất yêu thương nó theo đúng sự thật của nó. Tôi cảm thấy nhẹ, nhõm cả lòng khi có thể vứt bỏ được mọi mong đợi của mình khi tôi không còn cố gắng gò ép nó theo một khuôn mẫu nào đó của mình nữa. Và giờ đây tôi không còn cố gắng biến nó thành một con người hoàn hảo theo trí tưởng tượng của tôi. Tôi nhận thấy rằng nó thật đáng yêu theo cách của riêng nó. Chúng ta chỉ có thể tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong tình yêu khi chúng ta ý thức được những điều kiện mà mình đặt ra trong tình yêu dành cho nhau. Và chúng ta thường đặt ra những điều kiện khó khăn nhất cho những người mà mình yêu thương nhất.
Điều kiện trong tình yêu là những gánh nặng cho mối quan hệ của chúng ta. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với thứ tình yêu vô điều kiện là nỗi lo sợ của chúng ta rằng tình yêu này có thể không được đáp đền. Chúng ta không nhận ra được rằng cảm xúc mà mình đang tìm kiếm luôn tồn tại trong việc cho tặng, chứ không phải trong việc nhận lấy. Nếu chúng ta còn để tâm đến sự đáp đền trong tình yêu, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu. Sự cân đo đong đếm không phải là một hành vi của tình yêu. Khi bạn tranh cãi cùng những người thân yêu của mình, bạn tin rằng bạn đau buồn vì họ đã làm hoặc đã không làm một điều gì đó. Nhưng thực ra thì bạn đau buồn vì bạn đã đóng chặt cánh cửa tình yêu trong lòng. Bạn đã từ chối tình yêu. David, để mở rộng con tim mình, chúng ta cần sẵn sàng quan sát mọi việc ở nhiều góc độ khác nhau. Khi chúng ta đóng chặt con tim mình, khi chúng ta cố chấp, đó là vì chúng ta không biết điều gì đang xảy ra với người khác. Chúng ta không hiểu được họ. Chúng ta không biết tại sao họ lại không trả lời cuộc gọi của mình, hoặc tại sao họ lại to tiếng với mình. Thế nên chúng ta không yêu thương họ. Chúng ta sẵn sàng nói về những đau đớn của mình, sẵn sàng nói về việc tại sao mình lại bị tổn thương. Sự thật là chúng ta phản bội nhau khi chúng ta không sẵn sàng cho nhau nụ cười, sự thông cảm, tình yêu của mình. Chúng ta từ chối những món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho. Hành vi từ chối của chúng ta đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với những gì người khác đã làm hoặc không làm cho chúng ta. Một đêm nọ, một phụ nữ 98 tuổi nói về cuộc sống và tình yêu. Tôi đã được nuôi dưỡng bởi một người mẹ. Bà ta rất nghi ngờ đàn ông. Bà ta chỉ lợi dụng đàn ông để có được sự an toàn về tài chính. Tôi trở thành con gái của mẹ tôi và tôi không bao giờ để tình yêu len lỏi vào đời mình. Tại sao tôi lại phải tự chuốc lấy những rắc rối như thế? Người đàn ông duy nhất mà tôi quan tâm đến và tin cậy chính là anh trai của tôi. Anh ấy là tất cả những gì có ý nghĩa với tôi. Anh ấy là một người anh, một người bạn, một người bảo vệ. Anh ta kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời. Khi tôi gần 30 tuổi, anh tôi bị bệnh rất nặng. Bác sĩ không chẩn đoán được bệnh tình của anh ấy. Chúng tôi ngồi bên nhau trong bệnh viện và cả hai chúng tôi đều biết rằng anh ấy sắp mất. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn sống mà không có anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng cuộc sống này vô cùng ý nghĩa đối với mình, và nếu Thượng Đế cho anh ấy làm lại từ đầu thì anh ấy sẽ chẳng thay đổi điều gì cả, ngoại trừ tôi. Anh ấy nói, anh nghe rằng em sẽ bỏ nhỡ cả đời mình, bỏ nhỡ cả tình yêu. Đừng bỏ nhỡ tình yêu, mọi người trong cuộc sống đều không nên bỏ nhỡ tình yêu. Đừng sống một đời không có tình yêu. Tôi đã tìm được cuộc đời mình bởi lời dặn dò của anh ấy. Tôi đã cố gắng sống một cuộc đời sống như anh ấy muốn. Anh ấy đã nói đúng, nếu chúng ta sống một cuộc đời không có tình yêu thì điều này có nghĩa là chúng ta không sống trọn vẹn. Elizabeth, trong mỗi chúng ta luôn tồn tại những giấc mơ về tình yêu, về cuộc sống và sự phiêu lưu. Nhưng trong chúng ta cũng đầy rẫy những lý do tại sao mình không nên cố gắng. Dường như những lý do này luôn che chở chúng ta, nhưng thật ra thì chúng giam hãm chúng ta, chúng khiến chúng ta không tiếp cận được với vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống sẽ kết thúc sớm hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta có được một ai đó để yêu thương, đừng chần chừ, đã đến lúc chúng ta cần phải yêu thương họ. Làm thế nào để học được cách yêu thương chính mình? Đây là một trong những thử thách lớn nhất. Hầu hết chúng ta đều chưa bao giờ học cách yêu thương chính mình. Chúng ta thường được dạy rằng việc yêu thương chính mình là sự tiêu cực, vì tình yêu dành cho chính mình thường bị nhầm lẫn với sự vị kỷ. Thế nên chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó dành cho người khác, chứ không phải dành cho chính mình. Hầu hết chúng ta đều chưa bao giờ trải nghiệm cùng tình yêu, chúng ta chỉ trải nghiệm cùng các phần thưởng. Khi còn bé, chúng ta biết được rằng mình sẽ được yêu thương nếu mình lịch sự, nhận điểm tốt, rửa tay sạch trước bữa ăn. Chúng ta cố gắng dập khuôn theo mọi người để được yêu thương, nhưng chúng ta không ý thức được rằng đó là loại tình yêu có điều kiện, loại tình yêu sai lạc. Bạn có nuôi dưỡng tâm hồn mình không? Đâu là những hoạt động mà bạn cảm thấy tốt hơn với chính mình khi tham gia thực hiện? Đâu là những hoạt động mà bạn thực sự cảm thấy vui khi hoàn tất? Chúng ta yêu thương chính mình, chúng ta lấp đầy cuộc sống bằng những hoạt động có thể đem đến nụ cười trên gương mặt mình. Đây là những việc có thể giúp con tim của chúng ta ca hát. Chúng không nhất thiết phải là những việc tốt mà chúng ta được dạy rằng mình nên làm. Chúng là những việc mà chúng ta làm vì chính mình. Những hoạt động nuôi dưỡng chính mình có thể là một giấc ngủ thật dài vào sáng thứ bảy, thay vì phải thức dậy từ sớm để hoạt động hiệu quả.
Khi người khác phạm lỗi, chúng ta thường nói rằng đừng lo lắng, điều đó xảy ra với tất cả mọi người, chẳng có gì lớn lao cả. Nhưng khi chúng ta phạm cùng một lỗi như thế thì chúng ta lại cảm thấy mình thật vô dụng. Hầu hết chúng ta đều dễ dãi với mọi người hơn với chính mình. Chúng ta cần phải rèn luyện sự vị tha, tử tế với mọi người cũng như với chính mình. David. Caroline là một phụ nữ cao giáo hấp dẫn ở độ tuổi 40. Cô ta là một trong những người đã học được cách nuôi dưỡng tâm hồn mình. Cô ta có một mái tóc đen dài óng ả và một nụ cười chân thành. Chúng tôi biết nhau trong khi chúng tôi cùng nhau tham gia một dự án. Và cô ta khiến tôi có ấn tượng rằng cô ta là một trong những người hạnh phúc nhất mà tôi đã từng gặp gỡ. Cô ta có mối quan hệ 2 năm với một nha sĩ lịch lãm và tử tế nọ. Họ đang lập kế hoạch cho đám cưới của mình. Khi bạn cùng cô ấy đi dạo, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì thái độ cư xử của cô ấy. Đối với cô ấy thì chẳng ai là người xa lạ cả. Cô ấy luôn tỏ ra thân thiện, gần gũi với mọi người. Người phục vụ, người tiếp tân, người soát vé. Một đêm nọ, khi đang dùng bữa tối, tôi nói rằng cô ấy thật may mắn khi có được tình yêu như thế. Với nụ cười tươi, cô ấy nói rằng đó không phải là sự may mắn. Rồi cô ấy chia sẻ cùng tôi câu chuyện của mình. Cách đó 6 năm, cô ấy phát hiện một khối u trong vú của mình. Khi khối u này phát triển, bác sĩ nói rằng nó có vẻ rất lạ, nhưng họ cần phải mất 3 ngày để kết luận rằng đó có phải là chứng ung thư vú hay không. Tôi nghĩ đó là chứng ung thư vú. Cô ấy nói, mọi việc có thể kết thúc ở đó, mọi sự bất hạnh của tôi đã xuất hiện rất rõ. 3 ngày chờ đợi là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi. Tôi thực sự sung sướng khi kết quả cho thấy rằng đó không phải là chứng ung thư vú. Tôi quyết định rằng mặc dù tôi đã có được một tin rất tuyệt, tôi sẽ không để 3 ngày chờ đợi đó trở thành vô nghĩa. Tôi sẽ không sống cuộc sống của mình theo cách mà trước đây tôi vẫn thường sống nữa. Các ngày lễ xuất hiện và bạn bè tôi mời tôi đến dự các bữa tiệc tại nhà họ hoặc tại các nhà hàng. Tôi xuất hiện trong mọi bữa tiệc, không bỏ sót cái nào. Tôi muốn đến đó để tìm kiếm tình yêu. Tôi muốn có một ai đó yêu thương mình, trao cho tôi tất cả tình yêu mà tôi đã không dành cho chính tôi. Tôi tìm đến một bữa tiệc nào đó, tìm kiếm người đàn ông phù hợp với mình, và nếu anh ta không có mặt ở đó, tôi lập tức rút lui và tìm kiếm đến bữa tiệc khác. Trong khi tìm kiếm ở mọi bữa tiệc, tôi về nhà với sự thất vọng vô cùng. Tôi cảm thấy cô đơn hơn, mệt mỏi hơn, chán chường hơn. Năm nay tôi đã quyết định rằng mình sẽ không hành xử như thế nữa, ắt hẳn phải còn phương cách khác. Tôi quyết định không tìm kiếm nữa. Tôi sẽ đi, nhưng nếu tôi không tìm được người đàn ông chuẩn mực của mình thì người khác cũng tốt. Tôi bắt đầu trò chuyện với mọi người, vui đùa cùng họ. Tôi luôn chủ động mở rộng con tim mình để yêu thương họ, bất luận họ là ai, họ là người như thế nào. Từ đó trở đi, tất cả nụ cười của tôi đều là những nụ cười chân thật. Tất cả tình yêu tôi cảm nhận được đều là từ tình yêu chân thật. Tôi đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi cảm nhận được tình yêu nhiều hơn từ mọi người và thật ngạc nhiên. Tôi cảm thấy mình là một người vô cùng giá trị. Và tôi yêu thương chính mình hơn bao giờ hết. Cứ như thế, tôi càng cho tặng nhiều tình yêu thì tôi càng nhận được nhiều tình yêu. Tôi càng nhận được nhiều tình yêu từ mọi người thì tôi càng thêm yêu thương chính mình. Tôi đã trở thành một người hạnh phúc hơn, một người mà mọi người luôn muốn gặp gỡ. Tôi không còn thất vọng nữa, không còn cô đơn nữa, không còn tìm kiếm nữa. Tôi sống cùng tình yêu qua từng ngày. Sự yêu thương chính mình là sự nhận lấy tình yêu mà mọi người dành cho mình. Sự yêu thương chính mình là sự tháo gỡ mọi rào cản. Chúng ta khó có thể nhận ra được những rào cản mà mình đã dựng lên quanh chính mình, nhưng chúng luôn có ở đó và chúng tác động mạnh mẽ đến mọi mối quan hệ của ta. Khi chúng ta gặp Thượng Đế, người sẽ hỏi, người có cho và nhận tình yêu với chính mình và mọi người không? Chúng ta có thể học được cách yêu thương chính mình qua việc để mọi người yêu thương mình và qua việc yêu thương họ. Thượng Đế đã cho chúng ta vô số cơ hội để yêu thương và để được yêu thương. Cơ hội đó luôn vây quanh chúng ta, chúng là của chúng ta, chỉ chờ chúng ta đưa tay đón nhận. David, tôi thường kết thúc các bài giảng của mình bằng một câu chuyện về một bà mẹ trẻ và một cô con gái nhỏ, Bonnie, họ sống ở vùng ngoại ô Seattle. Câu chuyện này cho thấy rằng ngay cả một người xa lạ cũng giúp bạn được an ủi. Một hôm nọ, người mẹ trẻ nhờ hàng xóm trông nom cô con gái 6 tuổi Bonnie trong khi cô đi làm. Cuối ngày hôm đó, Bonnie đang chơi đùa ở sân trước nhà hàng xóm. Một chiếc xe hơi bị lật nghiêng ngay góc đường, không thể kiểm soát được. Nó bay thẳng vào sân và tông thật mạnh vào cô bé.
Cảnh sát được gọi đến và họ có mặt gần như tức thì. Khi cảnh sát đầu tiên vội vã chạy đến cô bé, anh ta có thể trông thấy vết thương của cô bé vô cùng nguy hiểm. Vì không thể làm gì để cứu cô bé, anh ta chỉ có thể ẵm cô bé lên và ôm chặt lấy cô bé. Trong khi xe cứu thương đến, cô bé đã ngừng thở. Họ lập tức tìm cách sơ cứu và đưa cô bé đến bệnh viện. Tại bệnh viện, người ta nỗ lực cứu sống cô bé suốt 1 giờ đồng hồ, nhưng họ đã không thành công. Một trong những bác sĩ của bệnh viện đã phải liên lạc với người mẹ tội nghiệp của Bonnie tại nơi làm việc của cô ta. Vị bác sĩ cố gắng thông báo tin buồn này theo cách nhẹ nhàng nhất, mặc dù bệnh viện đề nghị cho xe đến đón cô ta nhưng cô ta vẫn khăng khăng tự mình lái xe đến. Cuối cùng thì người mẹ này cũng đến được bệnh viện. Cố gắng bước đi mãi đến khi cô trông thấy con gái mình đang nằm bất động trên bàn, cô ta hoàn toàn suy sụp. Các bác sĩ ngồi bên cô ta và giải thích về vết thương của Bonnie, đồng thời kể lại rằng họ đã cố gắng như thế nào để cứu lấy cô bé, nhưng điều này cũng chẳng giúp người mẹ khá hơn. Các y tá nói với người mẹ rằng họ đã làm mọi điều để có thể cứu lấy cô bé. Người mẹ vẫn không thể nguôi ngoai. Một lát sau, cô ta lê chân từ phòng cấp cứu sang phòng gọi điện thoại để liên lạc với người thân. Khi trông thấy cô ta, người cảnh sát đứng lên, anh ta đã chờ đợi 4 tiếng đồng hồ. Anh ta là người đầu tiên đến hiện trường, là người đã ẵm Bonnie trên tay mình. Anh ta bước về phía người mẹ và nói với cô ta bằng tất cả những gì đã diễn ra. Tôi chỉ muốn bà biết rằng con bé đã không cô đơn trong những thời khắc cuối cùng. Người mẹ tỏ ra vô cùng khoan khoái khi nghe nói rằng trong những thời khắc cuối cùng của cô con gái mình trên trái đất này, nó đã được ôm ấp và yêu thương. Cuối cùng thì người mẹ cũng được an ủi khi biết rằng con gái mình đã cảm nhận được sự yêu thương trong những giây phút cuối cùng của đời mình, dù đó là tình yêu của một người xa lạ. Elizabeth, cách đây vài năm tôi bắt gặp một hiện tượng rất lạ tại một bệnh viện nọ. Nhiều bệnh nhân sắp chết bắt đầu có những cảm nhận thật tuyệt vời, không phải về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần. Họ cảm thấy tuyệt vời vì một người phụ nữ lao công ở bệnh viện. Mỗi khi cô ấy bước vào phòng bệnh nhân, dường như có một điều gió thật lạ đang xảy ra. Tôi sẽ đổi lấy 1 triệu đô la để học được bí quyết của người phụ nữ này. Một hôm nọ tôi bắt gặp cô ta ở hành lang và nói với cô ta bằng giọng cộc lốc: cô đã làm gì với các bệnh nhân của tôi? Tôi chỉ dọn dẹp phòng mà thôi, cô ấy trả lời với thái độ chống chế. Vốn quyết tâm muốn biết rằng cô ấy đã làm thế nào để giúp các bệnh nhân cảm thấy tốt hơn, tôi đã theo dõi cô ta, nhưng tôi vẫn không thể biết được cô ấy đã làm gì. Vài tuần sau, cô ấy chủ động kéo tôi vào một căn phòng phía sau phòng y tá. Cô ấy kể cho tôi nghe rằng vào một mùa đông nọ, trong một trong 6 đứa con của mình trở nên bệnh nặng. Giữa đêm khuya, cô đưa đứa con tội nghiệp của mình đến phòng cấp cứu. Cô đặt đứa bé trong lòng mình, tuyệt vọng chờ bác sĩ đến, nhưng chẳng ai đến cả. Và cô tận mắt chứng kiến đứa con thân yêu chết do bệnh viêm phổi trên tay mình. Cô chia sẻ nỗi đau này mà không hề tỏ vẻ tức giận hay bất kỳ một thái độ nào. Tại sao cô lại kể nghe tôi nghe về câu chuyện này? Tôi hỏi, điều này có liên quan gì đến các bệnh nhân đang hấp hối của tôi? Cái chết không còn là một cái gì đó xa lạ với tôi nữa, cô ta đáp. Cái chết giống như một người bạn cũ. Đôi khi tôi bước vào phòng bệnh nhân và tôi không thể không bước đến bên họ và chạm vào họ. Tôi nói với họ rằng tôi đã từng chứng kiến cái chết và khi nó xảy ra, họ sẽ được nhẹ nhõm. Và tôi cố gắng ở bên họ, hết người này đến người nọ, càng lâu càng tốt. Có thể tôi muốn bỏ đi, nhưng tôi vẫn không bỏ đi. Đó là tình yêu. Không hiểu gì về tâm lý học và thuốc men, người phụ nữ này đã biết được một trong những điều bí mật lớn nhất trong đời. Tình yêu là sự hiện diện và chăm sóc. Chương 3. Mối quan hệ. Một phụ nữ 41 tuổi nhớ lại một buổi tối êm đềm mà cô ấy và chồng mình đã trải qua cách đây vài tháng. Họ dùng bữa tối đơn giản, rồi họ xem truyền hình. Khoảng 9 giờ tối, anh ấy nói rằng dạ dày của mình không được ổn và uống một gói thuốc có tác dụng làm giảm độ axit trong dạ dày. Vài phút sau, anh nói rằng mình sẽ đi ngủ sớm. Cô hôn anh ấy và nói rằng cô sẽ đi ngủ sau và hy vọng rằng anh ấy sẽ khỏe hơn vào sáng mai. Nửa tiếng sau, khi cô ấy lên giường ngủ, cô nhận thấy chồng mình đang ngủ thật say. Ngay khi cô ấy thức giấc vào sáng hôm sau, cô ấy biết rằng có một điều gì đó không ổn đã xảy ra. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, cô ta nói. Tôi nhìn qua và biết rằng Kevin đã ra đi. Anh ấy đã chết trong khi đang ngủ do bệnh tim ở độ tuổi 44.
Giờ đây, cô ta nói, trải nghiệm đau lòng này đã dạy cô ta biết trân trọng các mối quan hệ của mình, trân trọng mọi người, trân trọng thời gian. Sau khi Kevin mất, tôi nhìn lại mình và nhận thấy rằng mọi việc đã thay đổi. Đó là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi, bữa ăn cuối cùng của chúng tôi, kỳ cuối cùng của chúng tôi, nụ cười cuối cùng bên nhau của chúng tôi. Tôi nhận thấy rằng các bạn sẽ chẳng bao giờ biết, mãi đến khi nó xảy ra, đâu là cuộc đi dạo cuối cùng của mình và sẽ có những điều cuối cùng trong mọi mối quan hệ. Tôi muốn nhìn lại tất cả các kỷ niệm và biết rằng mình đã cố gắng hết sức, chứ không chỉ nửa vời. Tôi hiểu rằng Kevin là một món quà mà tôi có thể giữ lấy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, chứ không phải là mãi mãi. Đây là sự thật dành cho tất cả những người mà tôi đã gặp. Chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ khác nhau trong đời mình. Vài người do chúng ta chọn vợ chồng, bạn bè, trong khi một vài người chọn lấy chúng ta, cha mẹ, anh chị em. Mối quan hệ cho chúng ta những cơ hội tốt để học lấy những bài học trong đời, để chúng ta khám phá được mình là ai, mình lo sợ điều gì, nghị lực của mình đến đâu và ý nghĩa của một tình yêu đúng nghĩa. Thoạt tiên, ý tưởng về việc tình yêu là cơ hội học tập tuyệt vời có vẻ kỳ quặc, bởi vì chúng ta biết rằng trải nghiệm tình yêu có thể là một trải nghiệm đầy thử thách, khiến chúng ta phiền lòng, thậm chí khiến chúng ta đau khổ. Nhưng tình yêu cũng có thể rất thường xuyên là cơ hội tốt nhất để chúng ta học tập, phát triển và được yêu thương. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mình có mối quan hệ với chỉ một vài người, chủ yếu là vợ chồng của mình hoặc một vài người đặc biệt nào đó. Sự thật là chúng ta có mối quan hệ với mọi người chúng ta gặp gỡ. Họ là bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, giáo viên, thư ký, người phục vụ. Chúng ta có mối quan hệ với vị bác sĩ mà một năm chúng ta mới gặp một lần. Chúng ta có mối quan hệ với người hàng xóm ồn ào mà chúng ta luôn cố gắng hết sức để né tránh. Tất cả đều là mối quan hệ của bạn, vì chúng xuất nguồn từ bạn. Bạn là mẫu số chung của mọi mối quan hệ này, từ mối quan hệ gần gũi nhất đến mối quan hệ xa xôi nhất. Elizabeth. Hillary trải qua vài năm ở bệnh viện để chữa trị chứng ung thư của mình. Người bạn tốt nhất của cô ta, Vanessa, và chồng của Vanessa, Jack, đã chia sẻ với tôi rằng Hillary sắp mất. Nhưng Jack nói rằng thật đáng tiếc là cô ấy vẫn chưa tìm được cho mình một người đặc biệt, và rồi cô ấy sẽ chết cô đơn. Tôi đáp lời, cô ấy sẽ không chết trong cô đơn, bạn sẽ có mặt ở đó. Trong cuộc đến thăm Hillary tiếp theo, Vanessa và tôi bước ra hành lang để trò chuyện vì có rất nhiều khách đang có mặt trong phòng. Vanessa nói, Jack đang nghĩ rằng thật đáng buồn khi Hillary vẫn chưa tìm được tình yêu trong đời mình. Nhưng tôi ganh tị với tất cả tình yêu tràn ngập trong căn phòng đó. Tôi không biết có bao nhiêu người yêu mến cô ta nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi chỉ có tình yêu dành cho một người duy nhất. Tôi nghĩ rằng Hillary cũng sẽ phải ngạc nhiên với việc này. Chiều hôm đó, Hillary nhìn quanh phòng. Cô ấy đưa mắt nhìn từng gương mặt hiện diện trong phòng và nói, tôi không thể tin được rằng mọi người lại có mặt ở đây. Tôi không biết rằng các bạn lại yêu tôi nhiều đến thế. Đó là những lời cuối cùng của cô ta. Vài người trong chúng ta có thể chưa bao giờ tìm được một người đặc biệt nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đặc biệt trong đời mình. Bài học ở đây là không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được tình yêu, bởi vì chúng ta không ngừng phân loại tình yêu. Chúng ta cho rằng chỉ có tình yêu lãng mạn mới là loại tình yêu thật sự. Có rất nhiều mối quan hệ, có rất nhiều tình yêu đang vây lấy chúng ta. Tất cả chúng ta cần phải cảm thấy rằng mình thật may mắn khi được sống và chết với tình yêu mà Hillary có được. Chúng ta đòi hỏi nhiều từ các mối quan hệ lãng mạn của mình: tình yêu, niềm hạnh phúc, sự an toàn, tình bạn, sự an ủi và sự hài lòng. Chúng ta cũng muốn họ hàn gắn cuộc đời mình, kéo chúng ta ra khỏi tuyệt vọng, đưa chúng ta đến với sự vui sướng tột cùng. Chúng ta đặc biệt mong đợi các mối quan hệ lãng mạn giúp mình được hạnh phúc trong mọi lĩnh vực. Đa số chúng ta thậm chí còn tin rằng việc tìm được một người đặc biệt nào đó sẽ cải thiện được toàn bộ cuộc sống của mình. Chúng ta thường không ý thức rõ suy nghĩ này của mình. Nhưng khi chúng ta rà soát lại niềm tin của mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó tồn tại ở đó. Bạn chưa bao giờ suy nghĩ một điều gì đó đại loại thế này sao? Giá mà mình kết hôn, mọi việc chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Mối quan hệ lãng mạn thường khiến người ta mang theo bên mình nhiều ảo tưởng, khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện dân gian cổ tích. Họ thường mơ tưởng đến chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến cầu hôn với họ. Họ nghĩ đến cô bé lọ lem một chiếc giày vừa vặn và được kết hôn cùng hoàng tử, sống một đời sống hạnh phúc. Việc bạn tìm kiếm sự trọn vẹn nơi người khác được đặt trên nền tảng là sự không trọn vẹn của bạn.
bạn không thể tự tạo ra niềm hạnh phúc trong đời sống của mình. Bạn cần phải ngưng ngay việc tìm kiếm này. Thay vì cố gắng tìm kiếm một ai đó để yêu thương, chúng ta hãy tự biến mình thành một người có giá trị, thành một người đáng yêu. Thay vì cố gắng làm cho vợ hoặc chồng mình yêu thương mình hơn, chúng ta cần phải trở nên đáng yêu hơn trong mắt họ. Và chúng ta cần tự hỏi mình đã cho đi nhiều tình yêu như mình muốn nhận chưa. Bạn cần phải yêu thương mọi người chân thành thì bạn mới có thể nhận được một tình yêu chân thành từ họ. Có một câu tục ngữ nói rằng nếu con tàu của bạn không đổi, không ai muốn cùng bạn vượt đại dương cả. Bạn hãy luôn ghi nhớ rằng bạn là một cái gì đó rất đặc biệt. Bạn xứng đáng được hưởng mọi niềm hạnh phúc trên đời. Bạn là một món quà độc đáo của tạo hóa. Dù bạn có thành công trong công việc hay không, bạn không cần phải chờ đợi đến khi bạn tìm được một người đặc biệt của mình. Tự bản thân bạn đã là một người trọn vẹn. Các tình huống trong mối quan hệ sẽ đem đến cho chúng ta các bài học mà chúng ta cần phải học. Giống như những viên kim cương được đựng trong một chiếc cốc, chúng ta đánh bóng nhau qua mối quan hệ của mình. Đôi khi chúng ta tự nhủ rằng mình sẽ hạnh phúc khi một khía cạnh nào đó trong mối quan hệ của mình thay đổi. Chúng ta mong muốn điều này vì chúng ta muốn rằng các mối quan hệ này giúp mình được hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng khi mà mình có thể thay đổi được các mối quan hệ thì mình sẽ có được một người bạn đời hoàn hảo và sẽ được hạnh phúc. Đó là điều ngớ ngẩn. Niềm hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc vào sự thay đổi của mối quan hệ theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Sự thật là chúng ta không thể thay đổi được người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi? Và nếu chúng ta muốn trở thành con người thật của mình, tại sao chúng ta lại không cho phép họ trở thành con người thật của họ? Tin tốt ở đây là mọi vấn đề đều nằm ở nơi bạn, thế nên bạn có thể tự khám phá và xử lý. Bạn hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng khi người khác biết họ sai thì họ sẽ thay đổi. Đừng bao giờ kỳ vọng vào việc thay đổi người khác trong khi mình vẫn không thay đổi. Sự thay đổi cần phải khởi đầu từ phía bạn. Bạn tạo ra vận mệnh của chính mình. Trước khi đặt vấn đề, bạn cần tự hỏi mình xem vấn đề này xuất nguồn từ vợ hoặc chồng mình, từ mối quan hệ này hay từ chính bản thân bạn. Khi chúng ta quá chú ý đến người khác thì chúng ta quên đi chính mình. Người duy nhất chúng ta cần phải kiểm soát là chính mình. Sự thay đổi luôn cần phải khởi đầu từ chính mình. Rất nhiều lần khi chúng tôi hỏi mọi người rằng họ có muốn sống trong tình yêu không, chúng tôi phải ngạc nhiên bởi phản ứng tức thì của họ: vâng, mãi mãi, hoặc không, không bao giờ. Tình yêu đồng nghĩa với sự hy sinh chính mình và phải luôn luôn hàm hài lòng người khác. Phản ứng đầu tiên là một phản ứng ngọt ngào dù có phần không thực tiễn lắm, nhưng phản ứng thứ hai lại là phản ứng vô cùng tiêu cực. Sự hy sinh chính mình có phải là định nghĩa về tình yêu không, hay đó chỉ là những gì họ học được từ khi còn nhỏ? Khi chúng ta còn nhỏ, có lẽ chúng ta bị bao vây bởi những mối quan hệ không được tốt đẹp, để rồi trong suốt quãng đời còn lại, thái độ hành xử của chúng ta cũng bị tác động mạnh mẽ bởi một quan niệm tiêu cực như thế này. Chúng ta cần nhìn thẳng vào các mối quan hệ của mình và tự hỏi, đây có phải là tình yêu mà mình cho và nhận được trên nền tảng là loại tình yêu mà mình đã tâm niệm khi mình còn bé không? Đây có phải là loại tình yêu mà mình muốn cho và nhận không? Đây có phải là mối quan hệ mà mình muốn có không? Nếu chúng ta nhận thấy rằng tình yêu là một vấn đề vô cùng phức tạp và đầy đau đớn, chúng ta cần phải kiểm tra xem tại sao lại như thế. Nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là sự vương víu, có lẽ khi còn nhỏ chúng ta đã bị ám ảnh bởi việc này. Nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là sự lạm dụng, có lẽ chúng ta đã từng bị lạm dụng khi còn bé. Nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là sự chia sẻ đầy ý nghĩa, có lẽ chúng ta đã từng được sống trong các mối quan hệ chia sẻ. Nếu chúng ta nghĩ rằng tình yêu là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, có lẽ chúng ta đã được chăm sóc tốt khi còn bé. Nhiều người dù nhận thấy rằng mối quan hệ của mình không được tốt đẹp, nhưng họ vẫn bám chặt lấy chúng vì họ hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó làm thay đổi mối quan hệ của họ theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta bám lấy mối quan hệ không diễn ra tốt đẹp vì hai lý do. Thứ nhất, vì chúng ta hy vọng rằng mối quan hệ của mình sẽ thay đổi. Và thứ hai, chúng ta luôn được dạy rằng mọi mối quan hệ đều luôn luôn tốt đẹp. Tại sao bạn cần phải bám chặt lấy một cái giếng cạn khô đáy như thế? Nếu bạn muốn có tình yêu, sự quan tâm chăm sóc và tình cảm trong mối quan hệ của mình, nhưng khi bạn đã chọn một người rõ ràng không thể đem lại cho bạn những thứ đó, đã đến lúc bạn cần phải chọn lấy người khác. Đừng để người ta coi thường tình yêu của bạn, tấm lòng của bạn, và đừng để những quan niệm xưa cũ chi phối cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn có thể viết lại cuốn sách nói về những quan niệm của nhân loại mà. Ngoài việc xét lại định nghĩa của mình về tình yêu, chúng ta còn phải học cách yêu thương mà không mang theo bất
kỷ một ảo tưởng nào. Một khi chúng ta có thể gạt bỏ được mong muốn thay đổi người khác, chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tình yêu mà không mang theo bên mình các ảo tưởng. Bạn không cần phải lập kế hoạch, đấu tranh, kiểm soát. Bạn không cần phải nghĩ rằng tôi sợ nếu tôi không kiểm soát anh ta thì anh ta sẽ không yêu thương tôi nữa. Chúng ta cần phải học cách chia sẻ sự thật với nhau. Chẳng có gì sai lạc khi chúng ta chia sẻ với người khác về những gì mình cảm thấy không ổn. Chúng ta cần phải chia sẻ, chúng ta cần phải nói ra sự thật, nhưng không phải nói ra để lôi kéo người khác, không phải nói ra để tác động người khác, không phải nói ra để thay đổi người khác, không phải nói ra để chờ đợi phản ứng mà mình đang mong đợi từ người khác. Khi nào chúng ta còn bám chặt lấy những ảo tưởng thì khi đó chúng ta vẫn không thể thực sự yêu thương. Hãy để họ là chính họ. Nếu họ bỏ đi, có lẽ mọi việc phải diễn ra như thế. Khi chúng ta vứt bỏ mọi ảo tưởng của mình, vứt bỏ mọi hình ảnh trong tương lai, ai có thể đảm bảo được tương lai cho bạn? Khi đó tình yêu sẽ tự nhiên xuất hiện. Dẫu sao thì chúng ta không thể nào lèo lái tình yêu theo hướng mà mình muốn được. Tình yêu sẽ đi đúng theo hướng đi của nó, không ai có thể lôi kéo nó được. Không phải mọi mối quan hệ đều kéo dài cả đời. Một số mối quan hệ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cực ngắn. Một số kéo dài 50 năm, một số kéo dài 6 tháng. Một số mới hoàn toàn kết thúc khi một trong hai người qua đời. Độ dài của mối quan hệ không phải là yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng là chất lượng của mối quan hệ đó. Sự thật là một mối quan hệ được xem là thành công khi nó giúp chúng ta cảm thấy an ủi, bình yên, hạnh phúc, dù rằng nó chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 tháng. Chương 4. Sự mất mát. Elizabeth, rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ dần mất đi tất cả những gì chúng ta có. Nhà cửa, xe hơi, công việc, tiền bạc, tuổi trẻ và thậm chí ngay cả những người mình yêu thương. Giống như tất cả mọi thứ khác, những người thân yêu của chúng ta là thứ chúng ta không thể giữ lại mãi mãi được. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải buồn phiền khi biết được điều này. Ngược lại, điều này giúp chúng ta càng thêm cảm kích và nâng niu những gì mình đang có ngay lúc này. Xét từ nhiều góc độ, nếu cuộc sống là một ngôi trường thì sự mất mát là phần chính yếu của toàn bộ khóa học. Sự mất mát là lỗ hổng to lớn trong tim chúng ta. Chúng ta bước vào thế giới đau khổ này ngay từ khi còn trong bụng của người mẹ, một thế giới hoàn hảo đã tạo ra chúng ta. Chúng ta bị ném vào nơi mà chúng ta không phải lúc nào cũng được cho ăn khi chúng ta đói khát, nơi mà chúng ta không biết được rằng liệu người mẹ có quay trở lại với mình hay không. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta mất đi bạn bè, các món đồ chơi, thầy cô giáo, giấc mơ tuổi trẻ, chúng ta đánh mất mọi thứ. Tất cả những thứ trừu tượng giấc mơ của chúng ta, tuổi trẻ của chúng ta, sự độc lập của chúng ta sẽ phai nhạt và biến mất. Tất cả những gì thuộc về chúng ta chỉ là những món nợ mà chúng ta vay mượn. Dù sớm dù muộn thì chúng ta cũng phải trả lại chúng. Chúng có thực sự là của chúng ta không? Thực tại của chúng ta không phải là thứ trường tồn. Sự sở hữu của chúng ta cũng không trường tồn. Mọi đối tượng chỉ mang tính tạm thời. Việc cố gắng tìm kiếm sự trường tồn là việc không thể và tất của chúng ta sẽ hiểu được rằng không hề có sự an toàn trong quá trình cố gắng giữ gìn mọi thứ. Và chúng ta sẽ không bao giờ ngăn chặn được sự mất mát. Chúng ta không thích nhìn nhận cuộc sống theo cách này. Chúng ta thích giả vờ rằng sẽ luôn luôn sống mãi và sẽ có mãi những thứ mình đang có. Chúng ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật hiển nhiên về sự mất mát. Chúng ta thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng sự tránh né như thế sẽ đem lại nhiều ích lợi. David, tôi đã học được nhiều điều về sự mất mát khi tôi tỉnh giấc giữa đêm với cơn đau quằn quại. Tôi biết rằng cơn đau bụng này rất dữ dội, nó không phải là một cơn đau bụng bình thường. Tôi gặp bác sĩ của mình, ông ta cho tôi uống loại thuốc giảm độ axit trong dạ dày và đề nghị chúng tôi theo dõi sát tình hình. 3 ngày sau, vào ngày thứ 5, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, thế nên bác sĩ của tôi quyết định kiểm tra chặt chẽ hơn. Ông ta đưa tôi đến bệnh viện để trải qua nhiều cuộc xét nghiệm khác nhau. Tại phòng hồi sức, bác sĩ giải thích rằng họ đã tìm thấy một khối u trong hệ tiêu hóa của tôi. Tôi có cần phải được giải phẫu không? Tôi lo lắng hỏi. Chúng tôi vẫn đang xét nghiệm. Bác sĩ trả lời, chúng ta sẽ biết kết quả vào thứ 2. Mặc dù tôi biết rằng khối u này có thể lành tính hoặc ác tính, tâm hồn tôi vẫn luôn nghĩ đến cha tôi, người đã qua đời do chứng ung thư ruột kết. Trong khi chờ đợi 4 ngày, trong khốn khổ, tôi cảm thấy thương tiếc cho sự mất mát của mình. Tôi sẽ mất đi mọi thứ, mất đi tuổi trẻ, mất đi sức khỏe, mất đi người thân, mất tất cả. Kết quả cuối cùng cho thấy rằng đó là một khối u lành tính. Nhưng cảm giác
Mất mát trong những ngày đó vẫn hiển rất rõ trong tôi. Hầu hết chúng ta đều đấu tranh và phản kháng để chống lại sự mất mát trong đời mình mà không hiểu được rằng cuộc sống là sự mất mát là cuộc sống. Cuộc sống không ngừng thay đổi và chúng ta không thể phát triển mà không có sự mất mát. Có một câu tục ngữ Do Thái nói rằng nếu bạn nhảy nhót nhiều ở tiệc cưới thì bạn sẽ khóc nhiều ở đám tang. Điều này có nghĩa là nếu bạn có nhiều sự khởi đầu thì nhất định bạn cũng có nhiều sự kết thúc. Nếu bạn có nhiều bạn bè thì bạn sẽ phải trải qua nhiều sự mất mát bạn bè. 5 bước sau đây mô tả cách chúng ta phản ứng đối mặt với mọi sự mất mát, không chỉ riêng cái chết, dù lớn hay nhỏ, dù nhất thời hay mãi mãi. Giả sử con của bạn sinh ra bị mù lòa hai mắt, bạn có thể cảm thấy đó là một mất mát to lớn và bạn phản ứng theo cách này. Phủ nhận. Bác sĩ nói rằng đứa bé không thể nhìn thấy được, bạn cho rằng nhất định nó có thể, khi nó lớn lên nó sẽ có thể nhìn thấy được. Tức giận. Lẽ ra bác sĩ phải biết trước điều này, lẽ ra họ phải nói cho tôi biết sớm hơn, tại sao Thượng Đế lại làm thế? Mặc cả, tôi sẽ chấp nhận điều này với điều kiện đứa bé sẽ phát triển tốt về trí não và nó có thể tự chăm sóc khi nó lớn lên. Suy sụp, điều này thật khủng khiếp, cuộc sống của nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Chấp nhận, tôi sẽ xử lý việc này và tôi sẽ giúp nó có được một cuộc sống đầy tình yêu. Trong những trường hợp kém quan trọng, chẳng hạn khi bạn đánh mất máy chụp ảnh của mình, bạn có thể phản ứng theo cách này. Phủ nhận, thật không thể tin được là mình đã có thể đánh mất nó. Tức giận, khốn khiếp, lẽ ra mình nên cẩn thận hơn mới phải. Mặc cả, tôi hứa rằng nếu lần này tôi tìm được nó, tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần sau. Suy sụp, mình buồn quá, giờ thì mình phải mua một cái khác. Chấp nhận, thôi được, dù sao thì trước sau gì nó cũng mất rồi, sáng mai mình sẽ mua một cái khác. Có người phản ứng với sự mất mát của mình theo 5 bước này với trật tự thay đổi, có người lại duy trì bước này lâu hơn bước khác. Điều này tùy thuộc vào cảm xúc của từng người và từng hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ điều chắc chắn duy nhất về sự mất mát là thời gian sẽ hàn gắn nó. Thật đáng tiếc, việc hàn gắn không phải lúc nào cũng xuất hiện trực tiếp. Nó không giống như một đường thẳng trên một biểu đồ. Chúng ta hy vọng rằng mình có thể giữ lại mọi người và mọi vật theo đúng nguyên trạng, nhưng chúng ta biết rằng mình không thể. Sự mất mát là một trong những bài học khó khăn nhất của cuộc sống. Chúng ta cố gắng làm cho nó dễ dàng hơn, thậm chí chúng ta còn lãng mạn hóa nó. Tuy thế, nỗi đau về sự chia cách này vẫn là một trong những thứ khó chịu đựng nhất trong đời. Sự mất mát luôn khiến chúng ta hụt hẫng, cô đơn, tuyệt vọng, trống trải. Nếu không có điều xấu thì chẳng thể có những điều tốt, nếu không có bóng tối thì chẳng thể có ánh sáng, và nếu không có sự mất mát thì chẳng thể có sự phát triển. Và ngược lại, nghe có vẻ kỳ quặc, nếu không có sự phát triển thì chẳng hề có sự mất mát. Đây là một khái niệm khó hiểu, có lẽ vì thế mà chúng ta luôn bị tác động bởi nó. Có lẽ những người thấu hiểu khái niệm này nhất chính là các bậc cha mẹ đã từng có con cái qua đời về chứng ung thư. Về cơ bản, các bậc cha mẹ này nói rằng trải nghiệm này giống như thế giới nổ tung, chúng ta có thể hiểu được cảm nhận của họ. Vài năm sau, một số người sẽ nói rằng họ đã vượt qua được thảm kịch của mình. Dĩ nhiên họ không muốn mất đi con cái của mình. Họ đã học được một điều quan trọng là sẽ tốt hơn khi bạn đã từng yêu thương và mất mát, còn hơn là khi bạn chưa bao giờ yêu thương. Thoạt tiên chúng ta khó có thể tin được rằng chúng ta sẽ trưởng thành hơn qua những mất mát. Nhưng sự thật là thế, những người chịu nhiều mất mát cuối cùng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ở tuổi trung niên chúng ta có thể bị rụng tóc, nhưng chúng ta biết rằng những phẩm chất bên trong luôn quan trọng hơn nhiều so với những phẩm chất bên ngoài. Khi về hưu chúng ta có thể mất đi thu nhập của mình, nhưng chúng ta nhận thấy rằng sự tự do là thứ vô cùng giá trị. Ở tuổi già chúng ta có thể không còn độc lập nhiều nữa, nhưng chúng ta lại nhận được nhiều tình yêu hơn. Khi các mối quan hệ kết thúc, chúng ta biết được mình là ai, không còn phụ thuộc vào ai cả. Mình là chính mình. Chúng ta có thể đánh mất các món đồ, hoặc đánh mất một vài khả năng nào đó để rồi chúng ta lại càng thêm yêu quý những gì còn lại. Elizabeth. Một người trên 30 tuổi nói tôi rằng vợ anh ta đã đột ngột ra đi. Anh ta cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Anh ta đã nói về nỗi thống khổ mà mình đang trải qua, rồi ngước mắt nhìn tôi và hỏi: đây chính là cảm giác của sự mất mát sao? Nhiều người bạn của tôi đã từng mất đi người thân của mình qua các cuộc chia ly, ly hôn, thậm chí là cái chết. Họ rất buồn và họ nói với tôi rằng họ rất đau lòng. Nhưng khi ấy tôi vẫn chưa có được trải khái niệm về sự đau lòng này.
Giờ thì nó đang thực sự xảy ra với tôi. Tôi muốn tìm lại những người bạn đó để nói với họ rằng tôi rất tiếc vì đã không hiểu được hết cảm nhận của họ về sự mất mát. Qua những mất mát của mình, tôi đã trưởng thành rất nhiều và phát triển được lòng từ bi của mình. Từ nay về sau, khi bạn bè của tôi đối mặt với những mất mát, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi sẽ ở lại bên họ để giúp đỡ họ nhiều hơn vì tôi đã hiểu rõ cảm giác đau buồn của những người đang chịu đựng mất mát. Đây là một trong những ý nghĩa của sự mất mát. Nó hợp nhất chúng ta với nhau. Nó giúp chúng ta có được một tâm hồn sâu sắc hơn, thấu hiểu nhau hơn. Nó kết nối mọi người lại với nhau theo cách mà không một bài học nào khác trong đời có thể làm được. David, tôi còn nhớ rõ hình ảnh của cha mình, gương mặt sáng ngời, ánh mắt long lanh với nụ cười ấm và chiếc đồng hồ đeo tay với quai đeo màu đen dường như lúc nào cũng gắn liền trên tay. Trước đó tôi chưa từng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải chia xa cha và chiếc đồng hồ đó, cho tôi biết rằng tôi rất thích chiếc đồng hồ đó. Cách đây vài năm, khi cha tôi đang hấp hối, tôi ngồi cạnh ông, nhìn ông với đôi mắt nhòe nước mắt. Tôi nói, con không biết phải làm sao nói lời chia tay với cha. Cha tôi đáp, cha cũng không biết phải nói lời chia tay với con như thế nào, nhưng cha biết rằng cha phải chia tay con và tất cả những gì cha đã từng yêu thương. Từ gương mặt của con cho đến ngôi nhà này, tối qua cha thậm chí còn ngước nhìn ra cửa sổ để chia tay các vì sao trên trời. Hãy cởi chiếc đồng hồ của cha ra, ông ta yêu cầu và chỉ vào cổ tay của mình. Không, thưa cha, cha lúc nào cũng mang nó bên mình mà. Nhưng giờ thì đã đến lúc cha phải nói lời chia tay với nó và đã đến lúc con phải mang nó. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc đồng hồ khỏi cổ tay ông và đeo nó vào tay mình. Khi tôi nhìn xuống thì cha nói, một ngày nào đó con cũng sẽ phải nói lời chia tay với nó. Vài năm trôi qua, tôi không bao giờ quên những lời nói đó. Chiếc đồng hồ là thứ gợi nhắc tôi về sự không trường tồn của cuộc sống này. Tôi hiếm khi nào cởi nó ra. Cách đây khoảng một tháng, tôi trải qua một ngày sôi nổi tại nơi làm việc. Rồi sau đó, tôi cùng một người bạn đến phòng tập thể dục. Tôi đã tắm tại phòng tập thể dục, về nhà, làm vài việc, tắm thêm lần nữa và mặc đồ để đi dạo. Khi sắp lên giường ngủ, tôi chợt nhận thấy chiếc đồng hồ đã biến mất. Suốt vài ngày đó, tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Trước đó tôi luôn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ mất đi chiếc đồng hồ này, hoặc trong một hoàn cảnh nào đó khi tôi hoặc qua đời. Tôi ngồi thù người và chiêm nghiệm sâu về sự không trường tồn của cuộc sống. Rồi thì dần dần tôi bắt đầu quen với khái niệm về sự mất mát nhất định phải xảy ra. 3 tháng sau, tôi đánh đổ một ly nước trên chiếc bàn đặt nơi đầu giường. Khi tôi nhoài người qua giường để lau chùi nó, tôi tìm thấy chiếc đồng hồ này. Nó đã bị rơi vào khe giường. Giờ thì nó lại nằm gọn trên cổ tay của tôi. Nhưng lúc này tôi đã thấu hiểu được một việc rất rõ ràng. Mọi món quà tặng từ mọi người cũng như từ tạo hóa đều mang tính tạm thời. Và khi nói lời chia tay với tất cả những thứ này, chúng ta tìm được một cái gì đó trong chính mình không bao giờ thay đổi theo thời gian. David, chúng ta trải nghiệm cùng sự mất mát theo thời gian riêng và theo cách của riêng mình. Điều này thường đúng với trẻ vị thành niên mất cha mẹ. Chúng không cảm thấy đau buồn nhiều mãi đến khi chúng trưởng thành và thấu hiểu được sự mất mát này. Chúng ta luôn không thể trốn chạy khỏi quá khứ. Nỗi buồn của quá khứ luôn rình rập chúng ta. Đôi khi một mất mát mới nào đó khơi gợi trong chúng ta nỗi buồn về sự mất mát trong quá khứ. Và đôi khi chúng ta hoàn toàn không cảm thấy mất mát cho đến khi một mất mát khác xảy ra. Giống như nhiều cô dâu trẻ thời chiến khác nhau của những năm 1940, Maureen vô cùng đau buồn khi cô nhận được một bức điện từ bộ phận chiến không sự báo rằng chồng cô đã mất. Là lô bạn thân thiết ở đại học, cô và Roland đã vội vã kết hôn trước khi anh ta nhập ngũ. Họ chung sống với nhau suốt 1 năm và rồi khi Roland hoàn tất khóa học tập lái máy bay thì anh ta được gửi ra nước ngoài để chiến đấu. Rồi thì bức điện này xuất hiện. Thay vì than khóc, người quả phụ 21 tuổi này nhanh chóng chuyển đến một tiểu bang mới để sinh sống, rồi tìm một công việc khác và bắt đầu một cuộc sống mới. 2 năm sau khi Roland qua đời, Maureen tái hôn. Trong rất vài năm sau đó, cô sinh được 3 con gái và quá khứ của cô ta hầu như đã bị quên lãng hoàn toàn. Chồng mới của cô biết rõ sự mất mát của cô trong quá khứ, nhưng cô chẳng đề cập gì đến Roland với con cái hoặc bạn bè mới của mình. Cô không treo bức ảnh nào về Roland trong nhà mình và không bao giờ liên lạc với gia đình của Roland ngay những người bạn của cả hai người. 50 năm trôi qua, người chồng sau của cô ngã bệnh và qua đời. Lúc này, mọi sự đau buồn, thương tiếc dành cho cả hai người chồng chợt tuôn trào. Đây là sự hòa trộn giữa hai dòng sông nước mắt và đau đớn. Để an ủi chính mình, cô đã treo 2 bức ảnh của cả hai người chồng trên phòng khách, một cho tình yêu đầu tiên và một cho tình yêu thứ hai. David,
Khi còn là một đứa trẻ, tôi trông thấy mẹ tôi té ngã giống như khi bà trượt chân trong bệnh viện. Điều đó khiến tôi lo sợ. Bà nhìn vào gương mặt sợ hãi của tôi và nói: "Mọi người đều bị té ngã và rồi hy vọng rằng họ có thể đứng lên được. Đó là cuộc sống." Sự mất mát cũng giống như sự té ngã. Giống như mọi sự mất mát đều giống nhau, dù đó là mất người thân hay mất vật chất. Qua sự mất mát, chúng ta đi xuyên qua ngọn lửa, chúng ta được thay đổi. Qua ngọn lửa dường như có một cái gì đó mới mẻ xuất hiện, một viên kim cương được đánh bóng. Có nhiều bước để chúng ta hàn gắn vết thương mất mát. Bạn hãy cảm nhận sự mất mát khi bạn sẵn sàng. Bạn sẽ nhận thấy rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi cơn đau này là đi xuyên qua nó. Bạn sẽ thấu hiểu được nó khi bạn sẵn sàng. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể chấp nhận một thế giới mà ở đó sự mất mát là điều tất yếu. David, một buổi tối nọ tôi ở khoa ung thư của bệnh viện nọ để trông nom bệnh nhân. Ở đó tôi trò chuyện cùng một cô y tá. Cô ta tỏ ra rất là vô cùng buồn vì đã có quá nhiều bệnh nhân qua đời. Đây là người thứ 6 qua đời ngay trước mắt tôi trong tuần này. Cô ta phàn nàn: "Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi không thể chứng kiến hết mất mát này đến mất mát khác rồi lại đến mất mát khác. Tôi không biết đến bao giờ việc này mới kết thúc nữa." Rồi cô ta bật khóc. Tôi hỏi cô ta rằng liệu cô ta có thể đi dạo một vài phút cùng tôi được không. Trước khi cô ta đáp lời, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và kéo đi. Chúng tôi bước qua một cây cầu nhỏ để đến một khu vực khác của bệnh viện. Sẽ phải, chúng tôi đến khu sản khoa. Tôi đưa cô ấy đến khu vực phòng kiếng. Tại đây cô ta được trông thấy những em bé sơ sinh đang được nuôi dưỡng cẩn thận. Tôi có thể nhận thấy vẻ sáng ngời trên gương mặt cô ta. "Hãy làm những gì mình cần phải làm," tôi nói. "Cô cần phải đến đây thường xuyên để tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống không chỉ có sự mất mát. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy đau đớn vô cùng vì sự mất mát, chúng ta biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục tồn tại, dù mọi sự mất mát có thể tấn công bạn, dù sự khởi đầu mới mẻ vẫn không ngừng xuất hiện." Chương 5. Nghị lực. Carlo, một người đàn ông 45 tuổi được chẩn đoán là đã nhiễm HIV, đã dần dần học được bài học về nghị lực khi chứng bệnh của anh ta phát triển. "Đầu tiên tôi là mất việc làm, rồi tôi bị bại liệt, rồi tôi mất luôn sự bảo hiểm của mình. Trước khi tôi biết điều đó, tôi sống trong phòng riêng, quá yếu không thể làm việc được. Cuộc sống của tôi đã trở thành một cơn ác mộng. Tôi đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Người ta bảo rằng tôi cần phải chờ đợi kết quả. Một tuần trôi qua, 2 tuần, 4 tuần rồi 5 tuần, tôi ngày càng trở bệnh nặng hơn. Tôi luôn luôn được bảo rằng tuần sau tôi sẽ nhận được kết quả. Tôi cần phải được kiểm tra lại vì tôi chẳng hề nhận được một cuộc điện thoại nào cả. Sau 7 tuần lễ, tôi thậm chí còn không tự mình bước đến được trung tâm y tế. Tôi bị khó thở và mệt đến mức tôi phải ngồi xe lăn. Tôi nhìn xuống đường phố và nghĩ rằng, nó đây rồi, mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Đây không phải là thử thách đầu tiên trong đời tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó, làm việc nông trại. Mãi đến 5-7 tuổi tôi mới có được đôi giày đầu tiên trong đời mình. Tôi chỉ ngồi ở đó và bật khóc. Tôi nghĩ, làm ơn, không phải lúc này, không phải ở đây, tôi vẫn muốn làm được nhiều điều hơn nữa. Tôi đã khóc vì tôi đã đánh mất toàn bộ nghị lực của mình. Tôi cảm thấy như thể tâm hồn tôi đã teo quắt lại. Tôi đã đánh mất chính mình. Tôi phải chết ngay tại đây sao? Rồi thì tôi chợt bừng tỉnh. Tôi vẫn còn đang ở đây. Toàn bộ nghị lực của tôi đã mất hết rồi sao? Tôi đã cố gắng đứng lên và tìm cách đến được trung tâm y tế. Tôi nói với cô y tá, cơ thể tôi cần sự giúp đỡ. Tôi không có thời gian để đợi nữa. Tôi cần phải được tiêm loại thuốc mới. Vì tôi cứ một mực khăng khăng, cô y tá đăng ký tên tôi vào một chương trình chữa trị khác tại một bộ phận khác. Ngay ngày hôm sau tôi được chữa trị bằng cách kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Giờ thì đã 2 năm trôi qua, cơ thể tôi đã hồi phục. Tôi có thể nhớ rõ ngày hôm đó. Nếu tôi không nhớ được nghị lực của mình thì có lẽ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Sức mạnh thực sự của chúng ta không tùy thuộc vào hoàn cảnh trong đời. Thay vì thế, nó là sức mạnh thực sự bên trong mỗi chúng ta, nghị lực trong chúng ta. Chúng ta không nhận thấy rằng mỗi người chúng ta đều mang trong mình sức mạnh của toàn vũ trụ. Thượng đế không bao giờ tạo ra một thực thể mạnh mẽ cùng với một con người yếu đuối. Sức mạnh của chúng ta xuất nguồn từ ý thức được rằng chúng ta là loài sinh vật độc đáo, rằng chúng ta có sức mạnh bẩm sinh giống như mọi loài khác. Sức mạnh của chúng ta nằm sâu thẳm trong mỗi người. Nếu chúng ta quên lãng nó, chúng ta cần tìm cách khám phá và phát huy lại nó. Tiến sĩ David Biscow kể chúng ta nghe một câu chuyện minh họa để nhắc nhở rằng chúng ta cách thức tìm kiếm và vận dụng sức mạnh của mình. Ông mô tả một nguyên tắc nói rằng nếu bạn sở hữu một mảnh đất trống, bạn phải cấm
bạn phải cắm bảng hiệu ít nhất một lần mỗi năm cho thấy rằng đó là tài sản của riêng bạn. Nếu bạn không cắm bảng hiệu thì sau nhiều năm mảnh đất đó sẽ trở thành của chung. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như mảnh đất đó. Chúng ta không ngừng tái xác nhận ranh giới của mình. Chúng ta nói rằng không hoặc tôi không để bạn làm thế đâu nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy lại sức mạnh của chính mình. Trong một vở kịch Trò Phúng Nọ, diễn viên hài Jack Benny đóng vai một nhân vật vô cùng buồn xỉn. Anh ta bị một tên cướp dùng súng uy hiếp. Tiền của mày hay mạng sống của mày? Jack đứng đó thật lâu trước khi nói rằng Tôi đang suy nghĩ. Chúng ta thường có xu hướng xem của cải đồng nghĩa với sức mạnh, và chúng ta tin rằng tiền bạc có thể mua được niềm hạnh phúc. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi một ngày nào đó cuối cùng chúng ta cũng nhận thấy rõ rằng tiền bạc không thực sự đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nhiều người giàu có vẫn thường tự sát như những người nghèo khó. Dĩ nhiên hầu hết chúng ta vẫn thích có nhiều tiền bạc, nhưng tiền bạc cũng chỉ có thế thôi. Nó là một trải nghiệm khác với các trải nghiệm khác, nhưng không tốt hơn các trải nghiệm khác. Một người khôn ngoan luôn hiểu rõ tiền bạc và niềm hạnh phúc, vì anh ta có được cả hai thứ này. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người ta hỏi anh ta rằng anh đang nghèo đi phải không? Anh ta trả lời: tôi không nghèo, tôi túng quẫn. Nghèo là một trạng thái của tâm hồn và tôi sẽ không bao giờ nghèo. Anh ta nói đúng, sự giàu có và thịnh vượng là những trạng thái của tâm hồn. Một số người không có tiền nhưng vẫn cảm thấy mình là người giàu có, trong khi một số người giàu có vẫn cảm thấy mình nghèo khó. Khi bạn cảm thấy rằng mình nghèo khó, đó là lúc bạn quên đi giá trị của chính mình mà chỉ nghĩ về giá trị vật chất ngoại thân. Khi bạn ghi nhớ giá trị của chính mình, nhớ rằng bạn là một con người vô cùng quý giá mà không gì có thể so sánh được, khi đó bạn đang tự làm giàu cho chính mình. Sự thật là nếu bạn làm những gì bạn thích thì bạn sẽ ý thức rõ được giá trị của cuộc sống hơn là nếu bạn sở hữu một chiếc Mercedes. Tại giường bệnh của hàng ngàn bệnh nhân sắp qua đời, hàng ngàn người thể hiện sự hối tiếc của họ. Nhiều người nói, tôi chưa bao giờ theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi chưa bao giờ làm những gì tôi thực sự muốn. Và tôi là nô lệ của đồng tiền. Không ai nói, tôi ước gì mình có thể ở lại văn phòng làm việc lâu hơn, hay tôi sẽ vui hơn nếu tôi có thêm 1.000 đô la nữa. Vì chúng ta tin rằng tiền bạc giúp chúng ta có được sức mạnh, chúng ta cũng nghĩ rằng việc đè nén kiểm soát người khác sẽ đem lại sức mạnh cho mình. Chúng ta càng kiểm soát được nhiều thứ càng tốt, nếu không thế thì mọi nhiễu loạn sẽ xuất hiện. Thực tế là có người có nhiều tiền bạc và địa vị xã hội hơn có thể kiểm soát được hoàn cảnh tốt hơn so với những ai không có được những thứ này. Nhưng điều đó chẳng liên hệ gì đến sức mạnh thực sự trong mỗi người. Đó chỉ là sự tác động tạm thời của họ. Bất kỳ thứ gì chúng ta lo sợ rằng mình sẽ đánh mất, thể xác, việc làm, tiền bạc, vẻ đẹp đều là loại sức mạnh ngoại vi. Chương 6. Tội lỗi. Cách đây vài năm, Sandra rất vui khi Shaola, bạn thân nhất của mình, nói rằng cô ấy sắp kết hôn, và còn vui hơn khi Shaola yêu cầu cô sắm vai cô dâu phụ trong hôn lễ. Vào ngày cưới, Sandra lái chiếc xe mới tinh của mình để đến đón cô dâu và đưa cô dâu đến nhà thờ. Sandra tình nguyện làm công việc này không những vì cô ấy đóng vai cô dâu phụ, mà còn vì muốn giúp cô dâu trở nên sành điệu hơn trên chiếc xe hợp thời trang của mình. Khi Sandra cho xe vào bãi đỗ xe tại căn hộ của Shaola thì trời đang mưa. Cô dâu phụ giúp cô dâu đưa trang phục cưới và các hành lý phục vụ cho tuần trăng mật lên xe. Và sắp sửa ngồi vào xe để lái đi thì Shaola nói: hãy để tôi lái. Bạn không thể tự lái xe đến đám cưới của chính mình. Hãy để tôi, Shaola này nỉ. Điều đó sẽ giúp tôi quên đi hàng ngàn thứ tồi tệ, và đó là chưa kể đến ánh nắng mặt trời cũng từ chối xuất hiện để sự đám cưới của tôi. Sandra trao cho bạn mình chiếc chìa khóa và họ lên đường. Họ lái xe vài dặm hướng về phía nhà thờ, ôn lại những chi tiết của lễ cưới và phàn nàn về việc thời tiết quá tệ. Trời mưa thêm nặng hạt hơn. Đột nhiên chiếc xe trượt bánh và Shaola mất kiểm soát. Chiếc xe va vào trụ đèn. Cô dâu chết ngay tại chỗ. Sandra bị gãy xương nhiều chỗ nhưng vẫn sống sót. Có nghĩa là cô ấy đã sống về mặt thể chất, tuy nhiên tâm lý của cô ấy đã bị tổn thương nặng. Mãi cho đến hôm nay, 20 năm sau sự kiện đó, cô ta vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Giá mà hôm đó tôi lái xe, cô ta than tiếc, thì giờ này Shaola vẫn còn sống. Khi trò chuyện cùng Sandra, tôi hỏi cô ta vài câu. Cô có chắc rằng Shaola nhất định vẫn còn sống nếu cô lái xe không? Khi cô ấy biết rằng sẽ có tai nạn xảy ra không?
cô có biết rằng cô ấy sẽ chết không? Cô có biết rằng cô ấy sẽ chết và cô sẽ không chết không? Mọi câu trả lời cho các câu hỏi này đều là không. Không, nhưng tôi đã sống sót, còn cô ấy lại không. Rõ ràng Sandra vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Tôi hỏi, nếu mọi việc diễn ra theo cách khác và vai trò của hai người được hoán đổi, cô sẽ nói gì với Sheila? Nếu cô có thể nhìn xuống và nhận thấy rằng bạn mình qua vài chục năm vẫn bị ám ảnh bởi tội lỗi, thì cô sẽ nói gì về tai nạn này? Sheila mất vài phút để hình dung mình ở vai trò của Sheila. Tôi sẽ nói, tôi là người lái xe, tôi chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, không ai ép buộc tôi lái xe và cũng không ai ngăn cản được tôi. Đôi mắt của Sandra đẫm nước mắt khi nhớ lại ký ức xa xôi. Tôi sẽ nói đó không phải là lỗi của bạn. Điều đó đã xảy ra, tôi không muốn bạn hoang phí cả đời trong cảm giác tội lỗi. Đôi khi các sự kiện, ngay cả những sự kiện bi thương nhất xảy ra và đó không phải vì lỗi của ai cả. Không ai trong chúng ta biết được tại sao người này chết và người kia lại không. Sandra bị ám ảnh bởi tội lỗi do cô ta tức giận với chính mình vì đã không lái xe, do cô ta đã để bạn mình lái xe và tự sát. Sandra cần phải được nhắc nhở rằng vào lúc đó cô ta không biết, cô ta không thể nào biết những hậu quả có thể xảy ra từ quyết định của họ về việc ai sẽ lái xe. Sự thật là khi ấy cô ta đã nghĩ rằng mình đang giúp bạn mình có một ngày cưới hạnh phúc bằng cách để cô ấy lái chiếc xe của mình. Phản ứng này được gọi là tội lỗi của người còn sống, nhưng đây lại là loại tội lỗi không có cơ sở. Khái niệm này lần đầu tiên xuất hiện sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi một số người còn sống sót ở trại tập trung, họ tự hỏi, tại sao là họ mà không phải là tôi? Hiện tượng tội lỗi của người còn sống xuất hiện mỗi khi có một ai đó chứng kiến hoặc sống sót sau một trải nghiệm thảm khốc, chẳng hạn như vụ ném bom ở thành phố Oklahoma, rớt máy bay, tai nạn xe hơi, thậm chí những bệnh, chẳng hạn như bệnh AIDS. Nó cũng có thể xuất hiện khi một người thân yêu qua đời bởi thảm họa thiên nhiên. Mặc dù chúng ta dễ dàng hiểu được tại sao người ta lại sống sót qua một tai nạn thảm khốc nào đó, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể trả lời được vấn đề này. Thậm chí việc đặt ra câu hỏi rằng tại sao người này còn sống mà người kia đã chết cũng là một sự kiêu căng vô hình. Chúng ta không có quyền đặt ra những câu hỏi tại sao người này sống mà người kia lại chết. Đó là quyết định của Thượng Đế và Vũ Trụ. Tuy nhiên, mặc dù không có câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta, vẫn có một lý do cho những gì đã xảy ra. Một số người vẫn được phép tiếp tục sống. Vấn đề quan trọng ở đây là, nếu bạn được phép tiếp tục sống, bạn có thực sự sống không? Tâm lý tội lỗi có căn nguyên từ sự tự phán xét mình, cảm giác rằng mình đã làm một điều gì đó sai trái, tức là sự tức giận với chính mình. Hầu hết mọi trường hợp, sự tự phán xét này xuất nguồn từ những gì chúng ta đã được dạy bảo khi chúng ta còn bé. Tội lỗi của chúng ta thường xuất nguồn từ thời thơ ấu vì chúng ta đã được nuôi dưỡng để trở thành người bán mình vì người khác. Điều này có vẻ khó nghe, nhưng đó là sự thật. Người bán mình vì người khác có nghĩa là chúng ta thường tự bán mình vì sự yêu mến của người khác. Chúng ta thường được dạy rằng mình phải là một đứa bé ngoan để được mọi người yêu mến. Chúng ta không thực sự đủ can đảm để sống được độc lập hoặc phụ thuộc hỗ tương. Chúng ta được dạy dỗ để làm cho nhu cầu vào cuộc sống của người khác trở nên quan trọng và quên đi nhu cầu vào cuộc sống của chính mình. Đó không phải là sự lựa chọn cố ý của chúng ta. Thường thì chúng ta không biết làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc của chính mình. Một dấu hiệu cho thấy rõ điều này đó là chúng ta thường không có khả năng nói lời từ chối. Chúng ta được dạy cách làm hài lòng người khác bằng cách đồng ý với những yêu cầu của họ. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra không vui khi con cái không làm theo những gì họ yêu cầu. Thật ra sẽ là việc tốt khi đôi lúc con cái học được cách từ chối một yêu cầu nào đó của người khác. Chúng ta đều cần học cách nói lời từ chối dứt khoát và rõ ràng. Mong muốn làm hài lòng người khác là một mảnh đất màu mỡ để cảm giác tội lỗi phát triển. Ngoài ra, chúng ta cũng cảm thấy tội lỗi khi chúng ta cố gắng thể hiện sự độc lập của mình. Elizabeth. Scott, 9 tuổi, tức giận với mẹ vì mẹ không cho phép mình tham gia một chuyến đi cắm trại. Cô ta đã cảnh báo nó rằng nó không được đi trước khi nó hoàn tất bài tập của mình. Nhưng thật khó cho Maggie khi kỷ luật con mình. Khi 40 tuổi, Maggie mắc chứng ung thư cổ. Điều này dẫn đến chứng bệnh gan của cô. Tôi không muốn thấy nó tỏ ra không vui với tôi, cô ta giải thích với tôi. Chúng tôi còn quá ít thời gian.
Dù mong muốn hòa hợp của Maggie, cuộc tranh cãi về bài tập và chuyến cắm trại vẫn còn nóng bỏng trong đầu Scott. Scott xuất hiện và nổi điên lên. Con ước gì mẹ chết đi. Đó là một câu nói khá khó nghe. Nếu là người khác thì có lẽ họ đã đáp lại: đừng lo, mày sẽ sớm đạt được ý nguyện thôi con ạ. Nhưng Maggie đưa mắt nhìn nó và nhẹ nhàng nói: mẹ biết rằng con không có ý đó. Mẹ biết rằng con rất tức giận. 10 tháng sau, giờ thì phải nằm trên giường bệnh. Cô ta nói: tôi muốn để lại cho Scott những ký ức tốt đẹp. Tôi biết rằng cái chết của tôi sẽ khiến nó phải đau lòng. Như thế cũng đã quá đủ rồi. Nhưng tôi không muốn nó cảm thấy có lỗi với tôi. Thế nên tôi đã nói với nó về sự tội lỗi. Tôi đã nói: Scott này, con có nhớ khi con tức giận với mẹ và con nói rằng con muốn mẹ chết đi không? Sau khi mẹ qua đời và khi con đã trưởng thành, con sẽ nhớ lại những việc như thế này và con sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mẹ muốn con biết rằng tất cả mọi đứa bé đều có lúc nổi khùng và đôi khi chúng nghĩ rằng chúng căm ghét mẹ của chúng. Mẹ biết rằng con không thực sự căm ghét mẹ. Mẹ biết rằng con đau lòng lắm. Và mẹ không bao giờ muốn con cảm thấy tội lỗi về những việc nhỏ nhặt như thế. Con đã giúp mẹ cảm thấy rất hài lòng. Mẹ rất vui vì có được một đứa con ngoan như con. Hầu hết chúng ta đều không sáng suốt như Maggie về sự tội lỗi và sự xuất hiện của nó. Hầu hết chúng ta đã không ý thức được cảm giác tội lỗi mà chúng ta gây ra cho con cái của mình và những gì được gây ra cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta lên tiến cho đến khi chúng ta trưởng thành với đầy ắp cảm xúc và tội lỗi. Xét một mặt nào đó, chúng ta cần phải cảm thấy tội lỗi. Xã hội sẽ hỗn loạn nếu mọi người không có cảm giác tội lỗi. Nếu chúng ta không còn nói có thì chúng ta sẽ không có đèn đỏ để ngăn mình lại. Chúng ta sẽ lái xe cứ như thể chúng ta là người duy nhất trên đường. Tội lỗi là một phần gắn liền với nhân loại. Đôi khi tội lỗi là người dẫn đường cho chúng ta biết khi nào cần phải dừng lại. Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã vượt quá giới hạn cho phép. Để qua được cảm giác tội lỗi trong quá khứ, chúng ta cần phải sắp xếp hai niềm tin và hoạt động của mình. David, Helen và Michael giờ đây cả hai đều trên 50 tuổi. Trước đây đã là bạn bè suốt 20 năm, nhưng giờ đây Helen tức giận với Michael như thể họ không trò chuyện với nhau suốt 4 năm qua. Helen thậm chí còn tỏ ra tức giận khi có ai đó nhắc đến tên Michael. Tôi vẫn còn giữ món quà sinh nhật dành cho cô ấy suốt 4 năm qua. Tôi sẽ không tặng chúng cho đến khi cô ấy dành thời gian cho tôi. Giờ thì Helen đang mắc chứng ung thư vú. Khi cô ấy ôn lại quãng đời đã qua của mình, cô ấy không thể không nhớ đến tình bạn tan vỡ này. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại không gửi tất cả những món quà sinh này cho Michael. Cô ta đáp lời với thái độ tức giận: không bao giờ, mãi cho đến khi chúng tôi sum họp cùng nhau. Và cho đến giờ này thì tôi đã cố gắng nhiều năm rồi. Tôi đã không ngừng gọi cho cô ấy và nói với cô ấy về những món quà tuyệt vời mà tôi định tặng cô ấy. Tôi tự hỏi Helen rằng liệu cô ta có cảm thấy tội lỗi khi tỏ vẻ lạnh nhạt với bạn của mình không. Cô ta lập tức trả lời: tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì cả. Tôi hỏi cô ta rằng liệu cô có cố gắng làm cho Michelle cảm thấy tội lỗi về việc này không. Tại sao cô lại nghĩ ra một điều như thế? Cô ta hỏi vẻ bối rối. Tôi nhận thấy rằng, tôi đáp, vì bất kỳ lý do gì thì Michelle đã kết thúc hoặc ít nhất cũng làm thay đổi tình bạn của các bạn khi cô ấy từ chối sum họp. Thay vì đối mặt trực tiếp với việc này, bạn lại tiếp tục chẳng hành động hay nói gì cả, ngoại trừ việc bạn mua quà cho cô ấy mỗi năm. Tôi có thể hiểu được năm đầu tiên, nhưng tại sao bạn lại tiếp tục mua quà cho cô ấy trong 3 năm tiếp theo? Ắt hẳn bạn cũng biết rằng nếu bạn có mua quà thì quà cũng không đến được với Michelle. Tôi vẫn luôn tin rằng năm nay mọi việc sẽ tốt đẹp. Khi tôi hỏi cô ấy rằng những món quà đó có biết biến đổi theo thời gian không, cô ta nói rằng chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Dù tôi hỏi cô ta rằng tại sao cô ta lại tặng những món quà ngày càng tốt đẹp hơn cho một người không hề quan tâm đến việc nhận chúng. Với vẻ bối rối, Helen bắt đầu suy nghĩ về những hành vi của mình. Rồi cô ấy nói với vẻ tức giận: cô không hiểu đâu, Michelle là người sai trái. Cô ấy không sẵn sàng hàn gắn cho tình bạn này. Có thể thế, tôi trùng trí. Nhưng những món quà mà bạn mua cho cô ấy có phải là những món quà dành cho tội lỗi của cô ta không? Khi bạn không ngừng mua quà cho cô ấy mà là những món quà ngày càng tốt đẹp hơn, bạn muốn cô ấy nghĩ gì và cảm nhận điều gì khi cô ấy mở chúng ra? Helen nhìn xuống. Cuối cùng thì cô ta cũng lặng lẽ thú nhận: tôi muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã không quay lại với tôi. Bạn không nghĩ rằng cô ấy có thể nghe được những lời này được thốt ra từ bạn sao? Có thể đó là lý do tại sao cô ấy không muốn quay lại với bạn.
đó là những món quà của tội lỗi. Tôi muốn xóa sạch việc này, tôi muốn làm lại việc này thì tốt hơn. Thế thì hãy gửi cho cô ấy những món quà đó. Không, Helena với vẻ cứng rắn. Thế thì hãy tặng cho quỹ từ thiện. Không, tôi không thể. Nếu bạn muốn cảm thấy tốt hơn, bạn cần phải vứt bỏ mọi tội lỗi mà bạn đang mang theo, tội lỗi mà bạn muốn tạo ra cho người khác. Khi nào bạn còn giữ vững những món quà đó, khi đó bạn vẫn còn bị ám ảnh với tội lỗi. Giờ đây bạn đang cảm thấy tội lỗi vì bạn đang cố gắng khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Vài tuần sau, Helen gọi cho Michelle lần cuối cùng. Lần này thay vì nói, tôi có quà cho bạn đây, cô ta xin lỗi với tất cả những gì đã qua. Michelle nói rằng mình đã bị ám ảnh bởi những món quà đó. Giờ đây cả hai đang hòa thuận với nhau trong mối quan hệ của mình. Họ đã quyết định rũ bỏ mọi thứ và những món quà đó được tặng cho quỹ từ thiện. Tội lỗi che mờ mắt chúng ta, khiến chúng ta sống với phần tâm tối nhất của chính mình. Tội lỗi gắn liền với sự yếu đuối, sự thổ thẹn và sự thiếu khoan dung. Sự thổ thẹn và tội lỗi luôn gắn liền nhau. Sự thổ thẹn xuất nguồn từ những tội lỗi đã qua. Trong khi bạn cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm, bạn cảm thấy thổ thẹn vì chính mình trong hiện tại. Những tội lỗi đã tấn công bạn tới đây trở thành sự thổ thẹn đang gặm nhấm bạn. Cũng giống như cảm giác tội lỗi, cảm giác thổ thẹn xuất nguồn từ thuở ấu thơ trước khi chúng ta biết được mình là ai. Nó phát triển trước khi chúng ta biết được rằng mình phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của mình. Nếu nhu cầu của chúng ta và cha mẹ của chúng ta không hòa hợp với nhau, chúng ta cảm thấy rằng ắt hẳn mình đã làm một điều gì đó sai trái. Chúng ta bắt đầu tin rằng mình đã sai trái, chúng ta cố gắng chôn vùi sự đau lòng, sự tức giận và sự oán giận của mình. Giờ thì chúng ta chỉ cảm thấy rằng mình là một người tệ hại. 15 tuổi, Ellen còn quá trẻ để làm mẹ, nhưng không quá trẻ để mang thai. Gia đình cô chưa bao giờ mong đợi bất kỳ điều gì như thế này. Khi Ellen không thể che giấu được điều này, cô nói với gia đình về hoàn cảnh của mình. Với cảm giác tội lỗi và thổ thẹn, gia đình Ellen đưa cô ấy đi xa để sinh nở và quyết định giao đứa bé cho người khác làm con nuôi. Ellen không chịu sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào trong suốt quá trình sinh nở vì cô ấy muốn cảm nhận được sự chào đời của con mình. Cô trông thấy con mình nhưng không được ôm hôn nó. Người ta lập tức mang nó đi khi nó vừa chào đời. Gần đây, hơn 25 năm sau, Ellen trở thành một người già yếu. Ellen nói, tôi chấp nhận mọi việc xảy ra trong đời mình, ngoại trừ đứa con gái đầu đời của tôi. Tôi biết rằng tôi phải tự tha thứ cho mình về việc đem nó cho người khác. Khi việc đó xảy ra với chính tôi cũng còn là một đứa trẻ. Khi đó tôi không hiểu được hết mọi hậu quả từ những hành vi của mình. Nhưng tôi nhận thấy rằng cảm giác tội lỗi đã đeo đẳng tôi suốt cuộc đời mình. Tôi đã suy nghĩ nhiều về đứa con gái đầu đời. Tôi cảm thấy mình không trọn vẹn. Có lẽ đã quá trễ để tìm lại nó và thậm chí có lẽ đó là điều ích kỷ. Có thể giờ đây nó cũng không biết nó đang là con nuôi, dù khi đó tôi còn quá nhỏ và không biết gì. Giờ đây tôi muốn rời bỏ thế giới này với cảm nhận rằng tôi đã làm một điều gì đó để bù lại sự thổ thẹn của mình. Thế nên tôi đã viết cho con gái tôi một lá thư. Khi con đọc được lá thư này, có lẽ mẹ đã không còn trên thế gian này. Trong khi mẹ có được một cuộc sống rất tốt, mẹ vẫn luôn nhớ đến con. Mẹ đã rất nhiều lần cảm thấy tội lỗi về điều đó. Lẽ ra mẹ đã có thể giải quyết mọi việc sớm hơn. Mẹ không biết rằng liệu mẹ có tìm được con không, nhưng mẹ muốn biết rằng việc này sẽ giúp con dễ dàng tìm được mẹ nếu con muốn. Giờ đây mẹ sắp lìa khỏi trần gian, mẹ chỉ còn một việc cần phải làm, đó là để lại cho con những lời này. Nếu con có thể tìm được một cuộc sống tốt đẹp, hãy vui sống cùng nó. Nhưng mẹ biết rằng điều này thật khó cho con. Mẹ đã phải chịu đựng sự bất công khi mẹ còn trẻ, nhưng sự bất công của con đã xuất hiện ngay khi con vừa chào đời. Mẹ phải nói với con rằng mẹ luôn nhớ đến con, rằng mẹ không bao giờ muốn rời xa con. Xét một mặt nào đó, mẹ chưa bao giờ xa con. Mẹ hy vọng rằng con có được một cuộc sống tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Nếu có thiên đàng, mẹ sẽ luôn dõi theo con và bảo vệ con theo cách mà mẹ vẫn chưa bao giờ thực hiện được. Mong ước sâu sắc lớn nhất của mẹ là nếu thượng đế ban phúc cho mẹ, thì mẹ con trai có thể gặp lại nhau. Lá thư của Ellen được tìm thấy sau khi gia đình cô dọn dẹp phòng, sau khi cô qua đời. Câu chuyện của cô đã được loan trên báo đài, phát thanh địa phương, nhờ đó lá thư có thể tìm được người nhận của nó. Vài tháng sau, một người phụ nữ xuất hiện để tìm hiểu xem mình có phải là con gái của Ellen không. Sau khi được kiểm tra, mọi việc cho thấy rằng cô ấy quả thực là con gái của Ellen. Như trong trường hợp của Ellen, sự hổ thẹn trong thời thơ ấu của chúng ta khiến chúng ta cảm thấy rằng mình cần phải hoàn hảo
và chịu trách nhiệm về mọi hoàn cảnh của mình. Nếu chúng ta bị lạm dụng, chúng ta cho rằng chính mình đã gây ra sự lạm dụng đó. Nếu chúng ta cảm thấy thổn hẹn, chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng với sự thổn hẹn đó. Nếu chúng ta không được yêu thương, chúng ta nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu. Sự thật là chúng ta là những con người có giá trị. Vâng, có thể một lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình thật tệ, chính cảm giác đó biến chúng ta thành người tốt. Vì người xấu chẳng bao giờ cảm thấy mình xấu xa khi phạm lỗi hoặc khi hãm hại người khác. Bạn hãy tìm kiếm phần tốt nhất trong chính mình. Bạn hãy luôn tự nhắc nhở mình về giá trị của chính mình. Bí quyết để vượt qua được cảm giác tội lỗi chính là sự tha thứ. Tha thứ cho chính mình. Sự tha thứ có nghĩa là sự hiểu biết về quá khứ và để mọi việc trôi qua. Bất kỳ điều gì bạn cảm thấy rằng mình có tội lỗi đều có thể được quét sạch qua sự tha thứ. Bạn đã không tốt với người khác và bạn đã không tốt với chính mình. Giờ đã đến lúc bạn cần vứt bỏ mọi lời phán xét khỏi suy nghĩ. Là người con ngoan đạo của Chúa Trời, bạn không xứng đáng với sự trừng phạt. Một khi bạn đã tha thứ cho chính mình và người khác, tội lỗi sẽ không còn vương vấn trong tâm hồn bạn nữa. Chúng ta không xứng với tội lỗi, chúng ta xứng với sự tha thứ. Khi chúng ta có thể học được bài học đó, chúng ta được thực sự tự do. Chương 7. Thời gian. Cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi thời gian. Chúng ta sống cùng thời gian và dĩ nhiên chúng ta cũng chết cùng thời gian. Chúng ta không thể mua lấy thời gian, nhưng chúng ta nói về việc sử dụng thời gian và chúng ta tin rằng thời gian là tất cả. Ngày nay chúng ta có thể biết được bây giờ là mấy giờ ở mọi nơi trên toàn cầu. Thời gian là một công cụ đo lường hữu ích, nhưng nó chỉ có giá trị khi chúng ta trao cho nó giá trị. Tạp chí Webster định nghĩa thời gian là khoảng cách giữa hai điểm trong quá trình liên tiến. Sự chào đời là sự khởi đầu và sự chết là sự kết thúc. Đó là hai điểm của quá trình liên tiến. Albert Einstein cho rằng thời gian không phải bất biến, rằng thời gian chỉ mang tính tương đối tùy thuộc vào đối tượng quan sát. Và ngày nay chúng ta biết rằng thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang đứng yên hay đang chuyển động. Thời gian vận hành khác nhau nếu bạn đang ngồi trên một chiếc tàu không gian hay trên phi cơ hoặc trên tàu điện ngầm. Vào năm 1975, ngành hàng không đã kiểm nghiệm học thuyết của Einstein. Họ sử dụng hai chiếc đồng hồ giống như nhau. Họ đặt một chiếc trên mặt đất và chiếc còn lại trên một chiếc phi cơ đang bay. Kết quả là, đúng như những gì Einstein đã nói, thời gian trôi qua chậm hơn trên chiếc phi cơ đang bay. Thời gian cũng tùy thuộc vào sự cảm nhận. Bạn hãy hình dung một người đàn ông và một người phụ nữ cùng ngồi trong một tập hát và cùng xem một bộ phim. Chỉ có điều là cô ta thích bộ phim đó, còn anh ta thì ghét bộ phim đó vô cùng. Đối với cô ta, bộ phim kết thúc quá nhanh, còn đối với anh ta là khoảng thời gian dài vô tận. Cả hai đều đồng ý rằng bộ phim bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ 57 phút sáng, nhưng họ không đồng ý với nhau về cảm nhận về khoảng thời gian 1 tiếng 57 phút này. Thật thế, thời gian của người này không phải là thời gian của người khác. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta thay đổi vào bên trong, chúng ta thay đổi ra bên ngoài. Quan điểm của chúng ta thay đổi, bản ngã của chúng ta thay đổi, cuộc sống không ngừng thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta thường không thích sự thay đổi. Thậm chí ngay khi chúng ta đã sẵn sàng cho sự thay đổi, chúng ta thường cố gắng kháng cự nó, trong khi chờ đợi thế giới quanh ta vẫn không ngừng thay đổi. Thời gian không đợi chúng ta, những thay đổi dường như đến quá nhanh hoặc quá chậm. Sự thay đổi dường như là người đồng hành cùng chúng ta, nhưng chúng ta không xem sự thay đổi là bạn của mình. Sự thay đổi khiến chúng ta sợ hãi vì chúng ta không thể kiểm soát được nó. Chúng ta thích sự thay đổi do mình quyết định hơn. Sự thay đổi xuất hiện đột ngột khiến chúng ta lo sợ. Nhưng dù muốn hay không, thay đổi vẫn không ngừng xảy ra. Giống như việc mọi sự việc khác trong đời, chúng ta không thích nó nhưng nó vẫn xảy ra. Sự thay đổi nói là chia tay với cái xưa cũ, cái quen thuộc phải đưa chúng ta đến với cái mới mẻ, cái không quen thuộc. Đôi khi không phải là cái mới hay cái cũ khiến chúng ta khó chịu, mà là khoảng thời gian giữa hai đối tượng này. Ronnie Kaye, tác giả cuốn Biến Rơm Thành Vàng, nói: trong cuộc sống, khi cánh cửa này bị đóng chặt thì cánh cửa khác được mở ra, nhưng chỉ có hành lang là kẻ đáng ghét. Đó là cách xuất hiện của những thay đổi. Nó thường bắt đầu với một cánh cửa bị đóng chặt, một sự kết thúc, một sự hoàn tất, một sự mất mát, một sự chết chóc. Rồi chúng ta trải qua một giai đoạn khó chịu. Chúng ta sống trong trạng thái bất an vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Giai đoạn bất an này là giai đoạn rất khó chịu. Nhưng ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa thì một điều gì đó mới mẻ xuất hiện.
một sự phục hưng, một sự khởi đầu mới, một cánh cửa được mở ra. Nếu bạn đấu tranh chống lại sự thay đổi, bạn sẽ phải đấu tranh cả đời mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm cách sống cùng với những thay đổi, hoặc ít nhất là chấp nhận nó. Khi chúng ta hỏi một ai đó, bạn bao nhiêu tuổi, chúng ta thực sự muốn hỏi rằng bạn đã trải qua bao nhiêu thời gian. Khi tôi biết bạn bao nhiêu tuổi, tôi có thể biết được bạn đã có bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu thông tin kiến thức về lịch sử. Elizabeth, một người chia sẻ câu chuyện này về người mẹ 92 tuổi của mình. Tôi đưa bà về thăm thành phố quê hương của bà, Dallas. Chúng tôi đi trên một chiếc phi cơ loại mới. Tôi trông thấy bà đang cố gắng mở cửa phòng tắm, cánh cửa được lắp đặt loại khóa mới với hai tay cầm được gắn âm vào bên trong. Bà chỉ quen với loại cửa có gắn nắm đấm thôi. Sáng sớm hôm sau, chuông báo cửa vang lên trong khách sạn. Trước khi tôi đến được phòng bà thì bà đang ở bên ngoài với chiếc áo ngủ và vẻ hoảng hốt trên gương mặt. Bà tỏ ra tức giận vì đã bỏ quên chiếc chìa khóa từ trường bên trong phòng. Giờ đây, cửa phòng đã bị khóa chặt với chiếc chìa khóa bên trong đó. Bà tỏ ra rất hoảng loạn, đó là chưa nói đến trang phục của bà. Sau chuyến đi này, bà bảo tôi, mẹ không còn phụ thuộc về nơi này nữa rồi. Mẹ không biết cách sử dụng lò vi ba, mẹ không biết cách thay đổi kênh truyền hình, mẹ không biết cách dùng loại chìa khóa từ trường và tất cả bạn bè của mẹ đều đã ra đi. Thời gian không ngừng tiến về phía trước nhưng mẹ đã bị bỏ lại phía sau. Chúng ta muốn sống bao nhiêu năm? Nếu chúng ta có cơ hội để sống thì chúng ta muốn sống bao nhiêu năm? 200 năm, 500 năm hay mãi mãi? Khi chúng ta nghĩ về điều này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mình. Chúng ta không muốn sống quá quãng đời của mình. Thật vô nghĩa khi sống cùng một thế giới mà ở đó mọi thứ đều vượt khỏi sự hiểu biết của mình, và trong khi chúng ta mất đi một người mình yêu thương. David, Frank và Margaret đã kết hôn được 20 năm, năm tuyệt vời. Họ yêu nhau say đắm và không gì có thể chia cắt được họ. Khi Margaret bị bệnh nặng, cô ta nói, tôi có thể chấp nhận căn bệnh này. Tôi có thể chấp nhận rằng tôi sẽ chết, nhưng điều khó chấp nhận nhất đối với tôi là tôi sẽ không còn có Frank bên mình. Khi bệnh tình của Margaret thêm nghiêm trọng, cô ta càng thêm buồn phiền về viễn cảnh bị chia cắt với Frank. Vài giờ trước khi Margaret qua đời, có Frank ngồi ở đầu giường. Khi đầu óc cô ta vô cùng tỉnh táo vì trước đó các bác sĩ không hề tiêm cho cô ta bất kỳ loại thuốc nào, cô ta nói, em sẽ rời khỏi nơi này, cuối cùng thì mọi việc đều ổn. Điều gì đã giúp em cảm thấy ổn? Anh ta hỏi. Em đã biết được rằng em sẽ đến một nơi mà anh đã có mặt ở đó. Anh sẽ có mặt ở đó khi em đến đó. Lẽ nào Frank đồng thời vừa ngồi ở phòng bệnh vừa đang chờ đợi người vợ yêu thương của mình ở thiên đàng? Có thể thế, hoặc có thể vấn đề này liên quan đến cảm nhận về thời gian. Đối với Frank, người còn sống và đang hít thở trong phạm vi thời gian thì có lẽ anh ta phải mất 5 phút, 10 phút hoặc 25 năm trước khi anh ta gặp lại Margaret. Nhưng nếu cô ta đến một nơi mà ở đó không còn tồn tại thời gian thì dường như anh ta sẽ đến ngay khi cô ta đến. Đối với người sống thì họ cảm thấy thời gian dài hơn so với những gì người chết đã cảm nhận. Khi bác sĩ nói với các bệnh nhân rằng họ đã mắc bệnh nghiêm trọng, cảm nhận của họ về thời gian trở nên rất mãnh liệt. Đột nhiên họ lo sợ rằng họ không còn có đủ thời gian nữa. Đây lại là một điều mâu thuẫn của cuộc sống, từ trừu tượng sang cụ thể. Lần đầu tiên bạn nhận thấy rằng thời gian của mình có giới hạn, nhưng có bác sĩ nào thực sự biết rằng một người nào đó chỉ còn lại 6 tháng? Bất luận chúng ta có thể hiểu biết được gì về bệnh tật, không ai có thể chắc chắn được điều này mãi đến khi cái chết thực sự xuất hiện. Bạn không thể biết được khi nào bạn sẽ chết. Khi quan sát sự sống và cái chết của người khác, chúng ta thường nói rằng người ta chết quá sớm. Chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống của họ không trọn vẹn. Nhưng thực ra chỉ cần có hai yếu tố cho một đời sống trọn vẹn: sự chào đời và cái chết. Thật ra chúng ta hiếm khi nào nói về một đời sống trọn vẹn, ngoại trừ trường hợp một ai đó sống được 95 năm tuổi và đã có một cuộc đời vĩ đại. Nếu không như thế thì chúng ta luôn cho rằng đó là cái chết quá sớm. Beethoven chỉ được 75 tuổi khi qua đời, tuy nhiên những thành tựu của ông lại vô cùng vĩ đại. Joan Arc qua đời khi chưa được 20 tuổi, tuy nhiên ngày nay mọi người vẫn tỏ lòng tôn kính khi nghe nhắc đến tên cô. John F. Kennedy qua đời ở độ tuổi 38, nhưng ông được yêu mến bởi nhiều hơn so với bất kỳ vị tổng thống nào khác của chúng ta. Có ai trong số này sống một cuộc đời sống được gọi là không trọn vẹn không? Dù khó chấp nhận, sự thật là chúng ta không qua đời trước thời điểm của mình. Khi chúng ta chết, đó là lúc thời điểm của chúng ta đã đến. Chương 8. Lo sợ.
Christopher Landon, con trai của nam diễn viên Michael Landon, được 16 tuổi thì cha của anh ta qua đời vào năm 1991. Christopher nói về sự kiện này và về những lo sợ của mình. Như bạn biết đấy, cái chết của ông đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Cha tôi là một người thông minh, duyên dáng và dí dỏm. Cái chết của ông là sự kiện quan trọng nhất trong đời tôi. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi còn bé, tôi luôn tỏ ra rất nhút nhát, e thẹn và sợ sệt. Khi bạn lớn lên cùng một người vĩ đại, bạn luôn nấp dưới chiếc bóng của người đó. Rồi thì một ngày nọ, chiếc bóng đó không còn. Khi nhận thấy rằng hầu hết những lo sợ của mình đều biến mất khi ông ấy qua đời, tôi suy nghĩ nhiều về cái chết. Khi bạn yêu thương một người nào đó và họ qua đời, bạn hình thành mối quan hệ đầu tiên với cái chết. Bạn đến gần với nó hơn, bạn ít sợ hãi nó hơn vì bạn đã từng chung sống cùng nó. Tôi đã ở bên cha mình khi ông ấy hấp hối, và sau khi ông ấy qua đời, tôi chạm tay vào cái chết và nó cũng chạm vào tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ được nó. Nó không đáng sợ như chúng ta tưởng. Mọi thứ đều không đáng sợ như chúng ta tưởng. Trước khi cha tôi qua đời, tôi thường lo sợ về nhiều việc ngớ ngẩn. Rồi thì ông ấy qua đời và tôi đã đối mặt với cái chết. Tôi nhận thấy rằng bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào bạn sẽ chết, và bạn nên đối mặt với mọi sự với sự hiểu biết này. Giờ đây tôi không còn lo sợ về việc tôi là ai và tôi có thể là ai nữa. Tôi bắt đầu nắm lấy mọi cơ hội và hành động. Tôi đã học được cách tự mình dấn thân vào việc và tận mắt chứng kiến điều gì đang xảy ra. Đó là một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Tôi rất tin tưởng rằng nghịch cảnh sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nắm lấy cơ hội, nếu chúng ta dấn mình vào những lo sợ, nếu chúng ta theo đuổi ước mơ, khao khát của mình, nếu chúng ta tự cho phép mình tự do yêu thương và tìm kiếm sự hài lòng trong mọi mối quan hệ? Khi đó, thế giới này sẽ trở thành một thế giới như thế nào? Một thế giới không có sự lo sợ, một thế giới mới với bên ngoài chúng ta, và bên trong, một thế giới tồn tại ít lo sợ hơn đang chờ đợi chúng ta khám phá. Về cơ bản thì sự lo sợ là một hệ thống cảnh báo phục vụ chúng ta rất tốt nếu chúng ta bước đi giữa đêm khuya tại một khu vực nguy hiểm. Sự lo sợ nhắc nhở chúng ta cần phải cảnh giác cao độ. Trong những tình huống nguy hiểm, sự lo sợ là một dấu hiệu lành mạnh. Nó là người bảo vệ cho chúng ta. Nếu không có nó thì có lẽ chúng ta không thể tồn tại lâu dài được. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ dàng cảm thấy lo sợ do ảo tưởng. Đó là loại lo sợ do chúng ta tự tạo ra, không có thật. Cảm giác lo sợ dường như rất thật, nhưng nó không có cơ sở. Tuy thế, nó vẫn khiến chúng ta tỉnh giấc giữa đêm, khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn. Nó làm suy yếu tinh thần chúng ta nếu chúng ta để nó tự do phát triển. Nếu chúng ta có thể tìm được cách sống cùng những lo sợ, nếu chúng ta có thể tận dụng nhiều cơ hội, thì chúng ta có thể sống một đời sống mà mình hằng mơ ước. Chúng ta có thể sống mà không hề phán xét, không hề lo sợ về những gì người khác nghĩ gì về mình, không hề bị gò bó bởi những lo sợ vô bổ. Elizabeth, sự lo sợ của chúng ta không cản đường cái chết, nó cản đường sự sống. Sự lo sợ là một chiếc bóng cản đường mọi thứ, tình yêu của chúng ta, cảm xúc chân thật của chúng ta, niềm hạnh phúc và tình cảm của chúng ta. Chúng ta lo sợ nhiều thứ trong đời. Nếu chúng tôi có thể thực sự tháo gỡ mọi lo sợ trong bạn, mọi lo sợ, bạn thử nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ ra sao. Bạn thử nghĩ xem nếu không có gì ngăn cản bạn theo đuổi những mơ ước của mình, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Để vượt qua được lo sợ, chúng ta cần phải tìm đến tình yêu, niềm hạnh phúc, sự âu lo, niềm vui, sự khắc khoải. Chúng ta có nhiều từ ngữ để nói về nhiều cảm xúc mà chúng ta trải qua trong đời mình, nhưng trong sâu thẳm chúng ta chỉ có hai loại tình cảm, tình yêu và sự lo sợ. Mọi cảm xúc tích cực đều xuất nguồn từ tình yêu, mọi cảm xúc tiêu cực đều xuất nguồn từ sự lo sợ. Từ tình yêu chúng ta có niềm hạnh phúc, sự hài lòng, sự thanh thản và niềm vui. Từ sự lo sợ chúng ta có sự tức giận, sự căm thù, sự băn khoăn và tội lỗi. Quả thực là chúng ta chỉ có hai loại tình cảm chính, tình yêu và sự lo sợ. Nhưng ta sẽ chính xác hơn khi nói rằng chúng ta chỉ có hoặc tình yêu hoặc sự lo sợ, vì hai tình cảm này không thể tồn tại song song trong cùng một lúc. Chúng luôn đối nghịch nhau. Nếu chúng ta lo sợ thì chúng ta không thể yêu thương. Khi chúng ta yêu thương thì chúng ta không hề lo sợ. Bạn có thể hình dung một lúc nào đó bạn vừa yêu thương vừa lo sợ được không? Đó là điều không thể. Chúng ta cần phải quyết định xem mình đang ở nơi nào. Nếu bạn không chủ động chọn tình yêu, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đang bị đè nặng bởi sự lo sợ hoặc một trong những cảm xúc xuất nguồn từ sự lo sợ. Bạn có cơ hội chọn lựa qua từng khoảnh khắc. Khi bạn đã chọn tình yêu thì điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ lo sợ.
Thật ra khi bạn chọn tình yêu thì điều này có nghĩa là đại đa số những lo sợ của bạn sẽ được hàn gắn. Đây là một quá trình diễn ra chậm theo thời gian. Bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ trở nên lo lắng sau khi bạn đã chọn tình yêu. Cũng giống như chúng ta trở nên đói bụng sau khi chúng ta ăn, chúng ta phải liên tục chọn tình yêu để nuôi dưỡng tâm hồn mình và đẩy lùi mọi lo sợ, cũng giống như khi chúng ta ăn uống để nuôi dưỡng thể xác của mình và đẩy lùi cơn đói. Mọi nỗi lo sợ do chúng ta phát minh ra đều hoặc thuộc quá khứ hoặc thuộc tương lai, chỉ có tình yêu thuộc hiện tại. Hiện tại là khoảnh khắc thực sự duy nhất mà chúng ta có, và tình yêu là thứ tình cảm thực sự duy nhất mà chúng ta có vì nó, xuất phát trong hiện tại. Sự lo sợ luôn được đặt trên nền tảng là một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ và khiến chúng ta lo sợ về một điều gì đó mà chúng ta nghĩ là có thể xảy ra trong tương lai. Thế nên sống cùng hiện tại có nghĩa là sống cùng tình yêu, chứ không phải là sống cùng sự lo sợ. Đó là mục tiêu của chúng ta, sống cùng tình yêu. Và chúng ta có thể hướng tới mục tiêu đó bằng cách yêu thương chính mình. Việc tự chuyển tình yêu của chính mình sẽ đẩy lùi mọi lo sợ. Elizabeth. Thật đáng tiếc là nhiều người bị đè nặng bởi những lo sợ. Nhiều người cũng giống như Joshua, một họa sĩ 35 tuổi. Anh ta học về nghệ thuật và mơ việc trở thành một họa sĩ vẽ tranh. Nhưng giờ đây anh ta dành hết thời gian để thiết kế các mẫu quảng cáo. Chàng trai trẻ này đã từng có những kế hoạch tuyệt vời, nhưng vì sự lo sợ mà anh ta không thực hiện những kế hoạch của mình. Đó là con người tôi, anh ta nói. Tôi không phải loại người thành công. Khi chúng tôi thảo luận về điều này, tôi cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã khiến anh ta tự cảm thấy mình kém giá trị như thế. Không phải là do anh ta từng bị thất bại, đau đớn hay là từng bị bẽ mặt. Anh ta chưa từng bị như thế vì anh ta chưa từng vẽ bất kỳ thứ gì kể từ khi anh ta rời khỏi trường đại học mỹ thuật. Nói tới nói lui, cuối cùng chúng tôi nói về cái chết của cha anh ta. Cha tôi cũng giống như tôi, Joshua nói. Ông ấy muốn làm nhiều việc nhưng vẫn không thể thực hiện được những gì mình muốn. Ông ấy cũng giống tôi, loại người thất bại. Khi chúng tôi tiếp tục trao đổi, chúng tôi nhận thấy rằng chẳng có lý do nào cụ thể khiến cha anh ta không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Tại sao cha anh lại là loại người thất bại? Tôi kiên trì hỏi. Ông ấy có bị cảm không? Hay ông ấy không có tài năng gì? Trước đó ông ấy đã có một chuỗi dài thất bại sao? Điều gì lại níu chân ông ấy? Joshua suy nghĩ một lúc, khá lâu trước khi nói. Ông ấy là người thông minh, có tài và ông ấy sống hòa thuận cùng mọi người. Lẽ ra ông ấy có thể thực hiện những gì mình muốn. Nhưng ông ấy chưa từng một lần thử. Và ông ấy luôn nói rằng mọi việc chẳng bao giờ xảy ra tốt đẹp đối với gia đình ta. Tôi thậm chí còn nhớ khi cha tôi hấp hối, ông ấy muốn liên lạc với một người bạn cũ từ khi còn bé, người mà ông ấy đã không gặp trong suốt 20 năm. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không liên lạc, vì ông nghĩ rằng có lẽ người đó không muốn gặp ông sau một khoảng thời gian dài như thế. Đột nhiên ánh mắt Joshua sáng lên. Anh ta tiếp tục. Tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đang cảm thấy rằng mình không đủ giỏi. Không đủ giỏi để vẽ tranh. Vấn đề của chàng trai trẻ này không phải là ở chỗ anh ta đang thiết kế các mẫu quảng cáo thay vì vẽ tranh. Vấn đề của anh ta là ở chỗ anh ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng, không đủ giỏi để nắm bắt cơ hội theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi hỏi anh ta rằng nếu anh ta không lo sợ thì anh ta sẽ làm gì? Anh ta đáp lời, tôi sẽ bắt tay vào việc ngay ngày mai. Ngay ngày mai tôi sẽ cho ra đời bức tranh đầu tiên của mình. Anh sẽ khác so với cha mình chứ, đúng không? Tôi hỏi. Anh ta suy nghĩ một lát và trả lời, vâng, bố tôi đã qua đời cùng với mọi sự lo sợ của mình. Joshua đã có cơ hội sống một cuộc đời sống khác hơn, một đời sống với ít lo sợ hơn. Có thể một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành một họa sĩ trứ danh, hoặc có thể anh ta chỉ đơn giản là sống vui với việc vẽ tranh của mình. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không sống một cuộc đời đầy ắp những lo sợ như cha của mình. Chính sự lo sợ đã đem đến nhiều bất hạnh trong đời chúng ta, chứ không phải là những gì chúng ta lo sợ. Sự lo sợ được ngụy trang theo nhiều cách khác nhau, tức giận, biện hộ, nóng vội. Nếu bạn sống cùng sự lo sợ, bạn sẽ không thực sự sống, bạn sẽ không sống trọn vẹn. Bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện trong bạn cũng hoặc củng cố nỗi lo sợ của bạn hoặc củng cố tình yêu của bạn. Tình yêu sẽ tạo thêm tình yêu, nó sẽ tự phát triển. Lo sợ sẽ tạo thêm lo sợ, đặc biệt khi nó được che giấu. Bạn cũng tạo thêm nhiều lo sợ khi bạn hành động vì lo sợ. Một khi chúng ta vượt qua được những lo sợ của mình, chúng ta sẽ tìm thấy được một đời sống mới. Về cơ bản, tình yêu sẽ đẩy lùi mọi lo sợ. Theo lời Helen Keller, cuộc sống hoặc là dáng phiêu lưu hoặc là không là gì cả. Chương 9. Tức giận.
Một y tá tại phòng cấp cứu bệnh viện Midwest nhận được một cuộc điện thoại từ một người điều vận báo rằng 5 người trong tình trạng nguy kịch đang được đưa đến. Đây là tình huống căng thẳng vì một trong những người bị thương là chồng của cô, 4 người còn lại là một gia đình mà cô không quen biết. Dù mọi nỗ lực của các bác sĩ và y tá, cả 5 người này đều chết. Điều gì đã giết chết họ? Một vụ sập nhà chăng? Tai nạn xe buýt chăng? Hay một vụ hỏa hoạn? Sự tức giận đã giết chết họ. Một chiếc xe hơi cố gắng vượt qua một chiếc xe khác trên con đường ngoại ô, nhưng cả hai tài xế đều không ai chịu nhường ai. Hai chiếc xe chạy song song với tốc độ tối đa, họ không nhìn thấy chiếc xe thứ ba đang lao thẳng về phía họ mãi đến khi mọi việc trở nên quá muộn. Chồng của cô y tá là một trong hai tài xế không kiềm được sự tức giận của mình. Hai người đàn ông cố gắng vượt nhau qua là hai người lạ mặt, họ chưa bao giờ gặp nhau, họ chẳng có lý do gì để tỏ ra tức giận với nhau. Tuy thế họ vẫn nổi cơn thịnh nộ đơn giản vì người này muốn vượt qua người kia. Mọi lời buộc tội đều trút lên đầu người tài xế còn sống sót. Ba gia đình bị hủy hoại bởi vụ tai nạn bi thương này. Tai nạn xuất nguồn từ sự tức giận. Cảnh sát tin rằng đây là nguyên nhân dẫn đến một số các vụ tai nạn xe cộ ngày nay. Tất cả chúng ta đều đã từng lái xe trong trạng thái tức giận, nhưng thật may mắn rất ít người trong chúng ta phải chịu hậu quả to lớn như thế. Tuy nhiên, việc để cơn tức giận che mờ lý trí như hai tài xế này là một việc vô cùng tiêu cực. Chúng ta cần phải học cách thể hiện sự tức giận theo cách làm mạnh hơn để chúng ta có thể kiểm soát được nó thay vì kiểm soát chúng ta. Sự tức giận là một cảm xúc tự nhiên. Chúng ta cần phải dành vài giây hoặc vài phút để thể hiện nó ra ngoài. Ví dụ nếu một ai đó đứng chắn ngang mặt mình trong rạp hát, chúng ta tự nhiên cảm thấy tức giận với anh ta khoảng một phút. Nếu chúng ta biết cách để nó tồn tại trong một phút rồi nó tự nhiên biến mất, mọi việc sẽ ổn, sẽ đâu vào đấy. Nhưng rắc rối sẽ xuất hiện khi chúng ta không thể hoặc thể hiện sự tức giận của mình một cách không thích đáng bằng cách để nó bùng phát mạnh hoặc đè nén nó chất chồng. Chúng ta thường phản ứng tức giận một cách thái quá hoặc chúng ta cố gắng đè nén nó. Sự tức giận bị đè nén sẽ không tự nhiên biến mất. Nó trở thành một công việc dở dang. Nếu chúng ta không xử lý nó sẽ ngày một lớn mạnh thêm mãi cho đến khi nó bùng phát dữ dội và không ai có thể kiểm soát được nó. Hai người tài xế trong trường hợp này đã đè nén những tức giận xưa cũ của mình, để rồi trong vài giây nó bùng cháy dữ dội như một ngọn núi lửa. Khi chúng ta đè nén sự tức giận xưa cũ, rồi thì có ai đó nói vô tình dẫm phải nhân chân chúng ta, họ nói lời xin lỗi chúng ta. Lúc này chúng ta cảm thấy rằng lời xin lỗi đó dù chân thành nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Chúng ta vẫn cảm thấy tức giận. Đây là sự tức giận xưa cũ bị đè nén. Sự tức giận bị đè nén có thể bùng phát bất kỳ lúc nào qua nhiều cách khác nhau. Nhiều người được nuôi dưỡng trong các gia đình mà ở đó việc thể hiện sự tức giận luôn luôn là việc sai trái. Cũng có những người xuất thân từ những gia đình luôn nổi cơn thịnh nộ với nhau bất kỳ lúc nào. Chẳng thể có gì ngạc nhiên khi mỗi người thể hiện sự tức giận của mình theo mỗi cách khác nhau. Thay vì tìm hiểu xem chúng ta phải làm gì với sự tức giận, chúng ta lại đặt câu hỏi rằng nó có phải là một cảm xúc tích cực hay không. Sự tức giận là một phản ứng bình thường, hữu ích khi nó xuất hiện đúng nơi đúng chỗ với mức độ hợp lý. Ví dụ, các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người thường xuyên tức giận sống lâu hơn. Chúng ta không biết được có phải họ sống lâu hơn bởi vì họ thể hiện được cảm xúc của mình ra ngoài hay bởi vì họ đòi hỏi sự quan tâm tốt hơn. Chúng ta biết rằng sự tức giận tạo ra hành động và giúp chúng ta kiểm soát được thế giới quanh mình. Nó cũng giúp chúng ta thiết lập các ranh giới thích đáng trong đời sống của mình. Chỉ cần sự tức giận không quá đáng, không bạo lực, không lạm dụng, sự tức giận có thể là một phản ứng lành mạnh và hữu ích. Sự tức giận là một trong những hệ thống cảnh báo của cơ thể. Chúng ta không nên đè nén nó. Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị đau. Nó cho chúng ta biết rằng không ai để ý đến nhu cầu của chúng ta. Nó có thể là một phản ứng lành mạnh và hữu ích trong đại đa số mọi tình huống. Ngược lại, giống như tội lỗi, nó có thể là dấu hiệu cho thấy rằng có một điều gì đó không ổn đang xảy ra với hệ thống niềm tin của chúng ta. Thường thì chúng ta sợ sự tức giận của chính mình và chúng ta cố gắng phủ nhận nó, thế nên chúng ta không ý thức được ý nghĩa của nó. Sự tức giận không phải là một tên bạo chúa giết chết cuộc sống của chúng ta, nó chỉ là một cảm xúc. Nó chỉ là một cảm xúc mà chúng ta cần phải kinh qua chứ không phán xét, giống như mọi cảm xúc khác. Sự tức giận là một hình thức thông tin liên lạc, nó đem đến chúng ta một thông điệp nào đó. Thật đáng tiếc là nhiều người vẫn không quan tâm đến thông điệp của nó. Chúng ta không biết phải cảm nhận nó ra sao. Khi người tức giận được hỏi rằng bạn cảm thấy ra sao, họ sẽ bắt đầu trả lời bằng cách nói: "Tôi nghĩ rằng đó là một câu trả lời mang tính lý luận dành cho một vấn đề cảm xúc, thay vì trả lời rằng tôi cảm thấy, chúng ta lại trả lời rằng tôi nghĩ." Ngoài việc tức giận với người khác, chúng ta còn tức giận với chính mình.
với những gì mình đã thực hiện hoặc đã không thực hiện. Chúng ta tức giận vì chúng ta nhận thấy rằng mình đã phản bội chính mình. Hoặc chúng ta tức giận khi chúng ta không thỏa mãn được nhu cầu của chính mình. Chúng ta thường ý thức rõ ràng mình đang tức giận với họ vì họ không cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ ý thức được rằng mình đang tức giận với chính mình. Đôi khi chúng ta quá ngoan cố nên không thể thú nhận rằng mình có những nhu cầu, vì trong xã hội của chúng ta, nhu cầu đồng nghĩa với sự yếu đuối. Khi chúng ta đè nén sự tức giận vào trong, nó thường bị biến dạng thành cảm xúc chán nản hoặc tội lỗi. Sự tức giận bị đè nén vào trong làm thay đổi cảm nhận của chúng ta về quá khứ và làm biến dạng quan điểm của chúng ta về thực tại. David, sự lo sợ không được xử lý sẽ biến thành sự tức giận khi chúng ta không xử lý được sự lo sợ của mình. Hoặc thậm chí khi chúng ta không biết được rằng mình đang lo sợ, sự lo sợ đó sẽ biến thành sự tức giận. Nếu chúng ta không xử lý được sự tức giận này, nó sẽ biến thành cơn thịnh nộ. Chúng ta quen xử lý sự tức giận của mình hơn so với sự lo sợ của mình. Chúng ta dễ dàng nói với vợ hoặc chồng mình là anh hoặc em đang tức giận với anh hoặc em đó, hơn so với anh hoặc em lo sợ rằng em hoặc em sẽ bỏ anh đi. Chúng ta dễ dàng tức giận với những gì đang xảy ra hơn là thú nhận rằng tôi sợ rằng mình không đủ giỏi. Cách đây vài tháng, chàng trai trẻ Andrew gặp bạn gái của mình là Melanie tại một tiệm cà phê ở một khu phố nọ. Nhưng các tiệm cà phê mọc lên sát sát nhau dọc theo con phố và mỗi người đến một tiệm cà phê khác nhau. Andrew chờ đợi Melanie khoảng 30 phút, anh ta gửi tin nhắn vào máy của Melanie rồi quay về nhà. Anh ta giải thích, tôi nhận thấy rằng có một điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Cô ấy tức giận với tôi, cô ấy có ý muốn nói với tôi rằng tôi đã cố ý bỏ rơi cô ấy ở đó, rằng tôi đã khiến cô ấy thất vọng, rằng tôi không phải là một người đáng tin. Tôi đã nói với cô ấy rằng cả hai chúng tôi đã vào hai tiệm cà phê khác nhau. Những gì đối với Andrew là một sự nhầm lẫn đơn giản, hóa ra lại là một nỗi thất vọng khủng khiếp đối với Melanie, cho thấy rằng anh ta là một người không đáng tin cậy và sẽ khiến cô ta thất vọng thêm nữa. Cô ta đã tức giận nhiều hơn mức cần thiết. Sự tức giận này có thể là kết quả từ một ký ức nào đó trong tâm trí cô. Phía sau sự tức giận này là sự lo sợ của mình. Melanie đã biến Andrew thành một kẻ phạm tội. Thật đáng tiếc là cô ta chỉ bước được bước đầu tiên, cô đã tức giận đến phát điên. Tất cả chúng ta đều rất giỏi về bước đầu tiên này. Tôi tức giận vì bạn đã không có mặt ở đó. Tôi tức giận vì bạn đã trễ hẹn. Tôi tức giận vì bạn đã không làm việc tốt. Tôi tức giận vì những gì bạn đã nói. Chúng ta cần phải học cách bước tiếp. Bước thứ hai, tự nhìn lại chính mình để khám phá sự lo sợ ẩn phía dưới. Sau đây là vài manh mối cho chúng ta thấy điều gì đang thực sự xảy ra. Tôi tức giận vì bạn đã không có mặt ở đó. Lo sợ tiềm ẩn. Khi bạn không có mặt ở đó, tôi sợ rằng bạn sẽ bỏ rơi tôi. Tức giận. Tôi tức giận vì bạn đã trễ hẹn. Lo sợ tiềm ẩn. Tôi không quan trọng mà công việc của bạn. Tức giận. Tôi tức giận vì bạn đã không làm việc tốt. Lo sợ tiềm ẩn. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ kiếm được ít tiền hơn và không thể xoay sở để kiếm sống được. Tức giận. Tôi tức giận vì những gì bạn đã nói. Lo sợ tiềm ẩn. Tôi sợ rằng bạn không còn yêu tôi nữa. Nhiều người kiềm nén sự tức giận trong một lúc bởi vì họ phán xét nó. Họ tin rằng nếu họ là người tốt, nếu họ là người đáng mến thì họ không nên tỏ ra tức giận. Chúng ta có mặt ở đây để hàn gắn và khám phá về cảm xúc. Trẻ con luôn cảm nhận và sống cùng những cảm xúc của chúng. Chúng khóc và cơn tức giận qua đi. Chúng tỏ ra tức giận rồi mọi việc diễn ra tốt đẹp. Chúng ta cần phải học cách sống của trẻ con, chân thành với chính mình và thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài. Chương 10. Vui chơi. Tôi đến thăm một bà lão 79 tuổi, bà Lauren, tại bệnh viện. Bà mắc chứng bạch huyết. Với mái tóc trắng và chiếc vòng đeo tay khá to, bà ngồi trên giường trò chuyện cùng gia đình mình. Dường như họ đang trò chuyện khá vui vẻ. Tôi tự giới thiệu mình và xin phép bà sẽ quay lại vào lần sau, nhưng bà không bận bịu với gia đình như thế. Đương nhiên rồi, tôi thích khách khứa lắm, bà nói với nụ cười trên môi. Khi tôi quay đi, tôi tự hỏi liệu bà có biết chính xác rằng tại sao tôi lại đến thăm bà không. Nhưng rõ ràng là bà biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà đang đối mặt với chứng ung thư. Khi tôi quay trở lại vào ngày hôm sau, Lauren đang mở máy thu thanh và đang khiêu vũ trong phòng riêng của mình với nhiệt huyết của một cô gái 17 tuổi. Tôi nghĩ bà ta khiêu vũ cứ như thể không còn có ngày mai vậy.
Lauren ngước nhìn lên khi đang lắc mạnh toàn thân. Tôi mỉm cười và nói, bà đang làm gì thế? Tôi đang nhảy điệu What to see. Tại sao lại là điệu What to see? Vì tôi có thể. Bà ta nói đúng, chúng ta muốn vui đùa vì chúng ta có thể. Tuy nhiên chúng ta cũng đè nén những thôi thúc trong chính mình. Rất may là Lauren biết cách tự để mình vui đùa, ngay cả khi đối mặt với một chứng bệnh nguy hiểm. Người sắp qua đời là người thể hiện rõ nhất nhu cầu muốn được vui chơi. Khi bạn lắng nghe cuộc chuyện trò giữa một người sắp qua đời với người thân của họ, bạn sẽ nghe họ nói về những khoảnh khắc vui nhộn trong đời, về những kỷ niệm vui tươi mà họ đã trải qua. Họ sẽ nói, bạn có còn nhớ khi chúng ta cùng nhau ra biển không? Và bạn có còn nhớ khi chúng ta cùng nhau cưỡi đạp xe ở vùng ngoại ô không? Họ sẽ hồi tưởng về tất cả những ngày chủ nhật đó khi chúng ta đưa con cháu đến công viên và gương mặt buồn cười của Joe. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của sự vui chơi rõ ràng hơn tại giường bệnh của một người sắp qua đời. Sự hối tiếc to lớn nhất của họ là tôi ước gì tôi không sống một đời quá khắt khe như thế. Trong suốt nhiều năm tiếp xúc cùng các bệnh nhân sắp qua đời, tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng giá mà trước đây tôi cố gắng làm việc thêm một chút nữa, hay giá mà trước đây tôi làm việc 9 tiếng một ngày thay vì là 8 tiếng một ngày thì tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thường thì họ nhận thấy rằng họ đã làm việc cật lực nhưng họ lại không thực sự sống. Chúng ta có mặt ở đây để sống vui chơi cùng cuộc sống. Trong suốt cuộc đời mình, vui chơi không phải là việc dành cho trẻ con, nó không phải là việc tiếp diễn cả đời. Việc vui chơi giúp chúng ta có được một tâm hồn tươi trẻ, có sự đam mê nhiệt huyết trong công việc và giúp các mối quan hệ của chúng ta phát triển tốt đẹp. Sự vui chơi là sự sống trọn vẹn. Thật đáng tiếc là chúng ta thường xem việc vui chơi chỉ đóng một vai trò rất nhỏ trong cuộc sống. Thế hệ này biết cách làm việc nhưng họ không biết cách sống. Nhiều người làm việc cả ngày lẫn đêm để tiến về phía trước, họ quên mất rằng họ tiến về phía trước để làm gì. Và nếu họ có ra ngoài ăn tối thì việc ăn tối này cũng chỉ nhằm mục đích mở rộng mối quan hệ làm ăn, chứ không phải gặp gỡ bạn bè hay là để vui cùng cuộc sống. Những ngày cuối tuần luôn được tận dụng để làm việc hết năng suất. Khi những người này cố gắng vui chơi vào cuối tuần, họ không thể không nghĩ rằng mình đang hoang phí thời gian. Khi tiến về phía trước, chúng ta thường có xu hướng bỏ rơi những người thân yêu của mình lại phía sau. Chúng ta nghĩ rằng mình muốn đem về họ nhiều, cho họ nhiều vật chất hơn nữa. Nhưng trong hầu hết mọi hoàn cảnh, thì những gì họ muốn chính là chúng ta. Vâng, sự thành công là yếu tố quan trọng và việc vui chơi cũng quan trọng không kém. Chúng ta có ham muốn bẩm sinh về sự vui chơi, vứt bỏ mọi căng thẳng. Đáng tiếc là chúng ta thường cố gắng đè nén cảm xúc bẩm sinh này và đôi khi chúng ta quên mất là nó tồn tại trong mình. Chúng ta đã quên mất sự vui chơi, chúng ta đã quên mất cách vui chơi, chúng ta thậm chí đã quên mất vui chơi là gì. Chúng ta cần phải tự nhắc nhở chính mình rằng sự vui chơi có nghĩa là thực hiện một việc gì đó đem lại sự hài lòng, chỉ vì sự hài lòng. Sự vui chơi là một trải nghiệm, phá bỏ mọi ranh giới. Bất kỳ ai cũng có thể vui chơi với mọi người, cùng hoặc khác giới tính, cùng hoặc khác tôn giáo, bất kỳ độ tuổi nào. Sự vui chơi là niềm vui bên trong, được thể hiện ra ngoài. Sự vui chơi có thể là một nụ cười, một điệu nhảy, một lời ca, bơi lội, nấu ăn hoặc bất kỳ thứ gì giúp chúng ta cảm thấy vui khi tham gia sự kiện. Sự vui chơi giúp mọi lĩnh vực trong cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Sự vui chơi giúp chúng ta trở nên tươi trẻ hơn, sinh động hơn, tích cực hơn. Không đáng buồn sao khi cuộc sống của chúng ta chỉ có làm việc và làm việc. Sự vui chơi giúp cân bằng cuộc sống và cải thiện trạng thái tâm hồn. Sự vui chơi cũng giúp ích rất nhiều về mặt thể chất. Nhiều cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy rằng nụ cười và sự vui chơi giúp giảm căng thẳng và tạo ra các chất hữu ích trong cơ thể được gọi là các endorphin. Các chất này có tác dụng giảm đau và nâng cao trạng thái tinh thần, giúp chúng ta cảm thấy khỏe hơn sau khi cười đùa. Nụ cười là loại thuốc tự tái tạo. Bạn càng cười nhiều thì bạn càng cười nhiều hơn. Ngay cả khi đối mặt với những tình huống hiểm nghèo như cái chết, óc hài hước cũng đóng một vai trò quan trọng và ý nghĩa. David, công việc và sự vui chơi không nhất thiết phải là hai hoạt động hoàn toàn tách rời nhau. Khi bạn tìm được niềm vui trong công việc, đó là lúc bạn làm việc hiệu quả nhất. Trong khi tìm kiếm niềm vui trong công việc, chúng ta cũng cần phải làm việc vì niềm vui. Một vài người thậm chí còn biến niềm vui thành công việc. Chúng ta đã quên mất ý nghĩa của việc vui chơi. Chúng ta quên bẵng việc vui chơi khi chúng ta sống quá khắt khe. Hãy nghiêm túc nào, thôi cười đùa đi, hãy làm một việc gì đó và trở thành một thứ gì đó. Nhiều người được sinh ra trong các gia đình mà ở đó họ thường được hỏi rằng hôm nay bạn đã làm được những gì? Để đáp lời, họ nêu ra danh sách những việc họ đã làm trong ngày nhằm chứng minh rằng họ không hề hoang phí thời gian.
chúng ta có thể vui chơi ở bất cứ chúng ta đang ở độ tuổi nào, bất luận hoàn cảnh của chúng mình ra sao. Trẻ con luôn biết cách vui chơi. Tại trường học, trẻ con có giờ ra chơi vì mọi người đều đồng ý rằng việc học tập cần phải được cân bằng với sự vui chơi. Điều này cũng đúng đối với người lớn. Tại sao chúng ta không hẹn hò bạn bè vào cuối tuần này nhỉ? Chương 11. Kiên nhẫn. Jessica có một trong những người cha kỳ lạ nhất. Vui vẻ, phiêu lưu và hơi tinh quái. Nhưng ông cũng là người khó đoán. Ông thường biến mất vài tuần lễ, thậm chí vài tháng sau khi ông ấy và mẹ của Jessica đã ly hôn. Khi Jessica được 14 tuổi, cha mẹ cô bé chính thức ly hôn. Tuy thế, Jessica vẫn luôn gần gũi cha mình. Mẹ cô tỏ ra rất giỏi khi giải thích về sự vắng mặt của cha cô. Ông ấy là thế đấy, bà ta thường nói. Không việc gì phải bận tâm. Jessica luôn biết rằng cha mình sẽ biến mất mỗi khi ông ấy đem tặng cô một món quà, dù rằng hôm ấy không phải là sinh nhật của cô hay ngày giáng sinh gì cả, hay cô sắp sửa mở nó ra. Ông thường ngăn cô lại. Hãy kiên nhẫn nào Jessica, đây là món quà cho những ngày sắp tới. Sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ, khi Jessica thực sự nhớ đến cha, mẹ cô sẽ bảo cô hãy mở món quà này ra. Khi Jessica trưởng thành, tình yêu của cô dành cho cha càng thêm đậm đà. Thậm chí sau khi cô tốt nghiệp, kết hôn, sinh được hai con, cô và người cha 70 mấy tuổi vẫn là đôi bạn thân thiết. Một hôm nọ ông bỏ đi mà không quay về. Vài tháng trôi qua và Jessica cảm thấy rất lo âu. Cô có cảm giác rằng có việc gì đó không ổn đã xảy ra. Khi bạn bè nói với Jessica rằng đã rất lâu họ không gặp cha cô quyết định đăng tin tìm người thân. 4 năm sau, có người gọi điện đến, người ta tìm thấy cha cô đang sống tại viện dưỡng lão Las Vegas. Viện dưỡng lão nói rằng ông luôn khẳng định rằng mình không có gia đình. Jessica rất bối rối. Khi cô đến Las Vegas, cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cha cô không nhận ra cô, ông bị mất trí. Jessica vui mừng tìm được cha mình nhưng lại đau lòng vì hoàn cảnh của ông. Cô chuyển ông đến sống tại một viện dưỡng lão gần nhà mình với hy vọng rằng ông sẽ nhanh chóng hồi phục và nhớ đến cô. Tôi cứ ngỡ rằng cha tôi thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi vẫn hy vọng thế. Hết ngày này sang ngày khác, sau nhiều tuần lễ đến thăm ông, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi tỏ ra tức giận. Ông ấy xuất hiện trước mặt tôi mà chẳng hề biết tôi là ai. Là một luật sư giỏi, tôi rất giỏi về việc giải quyết vấn đề của người khác. Vấn đề của chính mình thì tôi lại không thể giải quyết. Tình trạng của cha cô ngày một xấu hơn. Ông mắc chứng viêm phổi và cuối cùng qua đời. Một năm sau, trong khi dọn dẹp gara, Jessica tình cờ bắt gặp chiếc máy nhận tin nhắn cũ của mình. Cô ta nghẹn lời khi nói: tôi nghĩ rằng mình nên kiểm tra nó trước khi vứt nó đi. Thế nên tôi cắm điện vào và nhấn nút play. Tôi không thể tin được những gì mình đã nghe. Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi ông bỏ đi. Ông nói: Jessica con yêu, cha muốn nói rằng cha sẽ ra đi. Cha hy vọng rằng con luôn ghi nhớ khi cha đã ra đi. Cha luôn nhớ đến con, ngay cả chúng ta không trò chuyện cùng nhau. Cha biết rằng con lo lắng cho cha, nhưng cha muốn con biết rằng cha vẫn khỏe. Cha yêu con nhiều và luôn mong gặp lại con. Cô đưa tay gạt nước mắt. Đó là cha tôi, luôn dạy tôi đức kiên nhẫn. Đó là món quà cuối cùng ông tặng tôi và cũng là món quà tôi được biết đến sau khi ông ấy đã ra đi. Elizabeth. Trong thế giới hiện đại này, mọi người không quen với việc sống cùng sự vực giọng. Chúng ta mong đợi kết quả và sự hài lòng ngay lập tức. Chúng ta muốn có câu trả lời càng sớm càng tốt. Chúng ta có dịch vụ sửa chữa 24/24 và các cửa hàng 24/24. Nếu chúng ta đói, các nhà hàng luôn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào. Chúng ta thậm chí không cần phải đến cửa hàng cần để mua sách, không cần phải ra đường để tìm kiếm mua nhà. Tất cả đều đã có sẵn trên Internet. Chúng ta không còn biết đến sự chờ đợi, thậm chí họ còn không biết được ý nghĩa của sự chờ đợi. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng khi trẻ con được chọn hoặc có bánh nướng ngay lúc này hoặc có bánh nướng sau một giờ nữa, đứa bé có khả năng chờ đợi là đứa bé có khả năng sống hạnh phúc hơn về sau. Sự kiên nhẫn rõ ràng là một tài sản quý giá. Tuy nhiên nhiều người vẫn đứng trước lò vi ba và nghĩ: nhanh lên nào. Bí quyết để phát huy sự kiên nhẫn là chúng ta cần phải ghi nhớ rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Chúng ta cần phát triển niềm tin rằng mọi việc nhất định đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sự kiên nhẫn cũng giống như cơ bắp, cần phải được rèn luyện thường xuyên. Nếu chúng ta không rèn luyện thì dần dần nó sẽ bị suy yếu, vì tâm hồn sẽ luôn tìm cách thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta cần phải tự nhắc nhở mình rằng mọi việc xảy ra theo đúng những gì nó đã được sắp đặt. Tâm hồn muốn tin rằng việc thay đổi hoàn cảnh sẽ đem đến cho chúng ta sự bình yên. Tâm hồn nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một việc gì đó. Nhưng sự thật là chúng ta có thể thư giãn cùng hoàn cảnh theo đúng sự thật về chúng trong hiện tại, với sự thấu hiểu rằng sự kiên nhẫn sâu sắc sẽ đem đến lại
sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Và hãy nhớ rằng Thượng Đế và Vũ Trụ không chỉ quan tâm đến hoàn cảnh, họ quan tâm đến bạn. Nếu bạn tự hỏi tại sao Thượng Đế không cho bạn một công việc tuyệt vời, đó là vì Thượng Đế không chỉ quan tâm đến công việc của bạn, Thượng Đế quan tâm đến việc bạn là ai, bạn cần phải trở thành một con người như thế nào. Chương 12. Hạnh phúc. Terry, 45 tuổi, mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Anh ta trải qua những ngày cuối đời tại một trại tế bẩn. Khi tôi gặp anh ta bảo rằng mình đang cảm thấy rất khỏe. Ngạc nhiên vì thái độ lạc quan này, tôi hỏi thăm về căn bệnh của anh ta. Tôi hỏi, anh sống thế nào khi biết rằng mình sắp chết? Tất cả chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng anh lại biết rõ rằng mình có thể chết ngay ngày mai. Terry đáp, tôi sống rất tốt với nó. Thật ra hiện giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn anh tưởng. Điều này thật lạ, trước đây tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi chỉ cần chấp nhận rằng đây là điều tốt nhất có thể xảy ra. Giờ đây nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận thấy rằng nếu tôi có thể sống sót thì tôi muốn sống một cuộc đời thực sự trọn vẹn. Và nếu tôi chết, tôi muốn có một cái chết trọn vẹn. Và giữa tất cả những bối rối này, giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ý nghĩa của cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn hiểu rõ rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Ngược lại cũng đúng, chẳng có gì lạ khi người ta cảm thấy hạnh phúc hơn với những ngày cuối cùng của đời mình. Chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc hơn khi chúng ta thấu hiểu rằng thời gian còn lại của chính mình là rất ít. Mọi người thường nghĩ rằng niềm hạnh phúc là một phản ứng đối với một sự kiện nào đó, nhưng thực ra đó là một trạng thái tâm hồn rất ít liên quan đến những gì đang xảy ra quanh mình. Chúng ta đã nhiều lần nhận thấy rõ ràng niềm hạnh phúc bền vững không xuất phát từ việc trúng vé số hoặc khi chúng ta có một thân hình đẹp. Những thứ này chỉ giúp chúng ta cảm thấy hân hoan tạm thời, dù sớm dù muộn, chúng cũng sẽ biến mất và trả lại chúng ta trở về trạng thái như trước khi chúng xuất hiện. Tin tốt ở đây là chúng ta có mọi cơ hội để sống một cuộc đời hạnh phúc. Tin xấu ở đây là chúng ta thường không biết cách tận dụng những cơ hội này. Tâm hồn, con tim, linh hồn chúng ta đã được hình thành nhằm hướng tới niềm hạnh phúc. Thật lạ là chúng ta lại cảm thấy xa lạ với niềm hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng đó là điều không tự nhiên, rằng mình không xứng đáng với niềm hạnh phúc. Thế nên chúng ta thường nghĩ xấu về mọi người, một người nào đó hoặc một tình huống nào đó. Chúng ta cần phải học cách cảm nhận niềm hạnh phúc và tự gắn mình với niềm hạnh phúc. Chúng ta cần chấp nhận rằng mục tiêu cơ bản nhất của cuộc sống là tìm kiếm niềm hạnh phúc. Nhiều người phản đối việc này, họ cho rằng đó là một lối sống vị kỷ. Tại sao chúng ta lại phản đối ý tưởng rằng mục tiêu của cuộc sống là niềm hạnh phúc? Chúng ta cảm thấy có lỗi khi sống hạnh phúc và chúng ta tự hỏi rằng làm sao mình có thể sống hạnh phúc được trong khi nhiều người khác đang sống trong sự bất hạnh. Câu trả lời ở đây là bạn là người con quý báu của Thượng Đế. Bạn được sinh ra để vui cùng tất cả những gì gắn liền với đời sống của mình. Và bạn cần ghi nhớ rằng bạn sẽ có nhiều thứ hơn để cho tặng những người bất hạnh và những người đau khổ khi bạn có được niềm hạnh phúc. Khi bạn sống hạnh phúc, bạn có cơ hội chia sẻ niềm hạnh phúc cùng mọi người. Trong thực tế, người hạnh phúc nhất là người ít vị kỷ nhất. Chúng ta thường tình nguyện phục vụ mọi người, họ tỏ ra tử tế ân cần, độ lượng với mọi người quanh mình. Khi bạn không hạnh phúc thì bạn tỏ thái độ vị kỷ. Trong khi đó thì niềm hạnh phúc lại giúp bạn phát triển khả năng cho tặng. Niềm hạnh phúc không tùy thuộc vào những gì đang xảy ra, nó tùy thuộc vào việc chúng ta cảm nhận hoàn cảnh như thế nào. Niềm hạnh phúc của chúng ta được quyết định bởi cách chúng ta cảm nhận và hòa hợp cùng cuộc sống như thế nào. Niềm hạnh phúc là một trạng thái tự nhiên, nhưng chúng ta đã quên cách sống hạnh phúc vì chúng ta bị lạc lối bởi những ý niệm rằng cần phải trở nên như thế nào. Việc so sánh là con đường ngắn nhất hướng tới sự bất hạnh. Chúng ta không bao giờ có được niềm hạnh phúc nếu chúng ta so sánh với chính mình và với người khác. Bất luận bạn là ai, bạn có gì hoặc bạn có thể làm gì, chúng ta vẫn luôn ít hơn so với một số người nào đó về một mặt nào đó. Người giàu nhất thế gian không phải là người đẹp nhất, mà người đẹp nhất không phải là người khỏe mạnh nhất. Người khỏe mạnh nhất không phải là người có được người chồng hoặc người vợ đẹp đẽ nhất, vân vân. Niềm hạnh phúc xuất nguồn từ sự hài lòng với chính mình, không tự so sánh mình với người khác, không so sánh hiện tại với quá khứ hoặc tương lai. Chúng ta sống trong vùng đất của hạnh phúc. Chúng ta tự nhủ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi một việc gì đó xảy ra, là khi tôi có được công việc mới, khi tôi tìm được một người bạn đời hợp ý và khi con cái lớn khôn. Chúng ta thường không nhìn nhận hoàn cảnh theo đúng sự thật về nó, thay vì thế chúng ta tập trung vào những gì nên xảy ra. Qua việc tập trung vào những gì nên là, chúng ta bỏ quên những gì thực sự là. Chúng ta phủ nhận sự thật, chúng ta sống cùng ảo tưởng. Dù hoàn cảnh của chúng ta có là tốt
nhất hay tệ nhất, tất cả đều nhằm mục đích đưa chúng ta đến với niềm hạnh phúc. Không có một tình huống nào mà Thượng Đế không kiểm soát, người vẫn không ngừng hướng chúng ta đến với niềm hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc hơn khi vứt bỏ được mọi rắc rối, khi chúng ta vượt qua được những thời khắc tối tăm nhất trong cuộc đời. Chúng ta muốn sống một đời sống cân bằng, nhưng những gì chúng ta nghĩ là cân bằng lại hoàn toàn chẳng cân bằng chút nào. Nếu không có cái xấu thì không thể có cái tốt, nếu không có bóng tối thì không có ánh sáng, nếu không có cái ác thì không có cái thiện, nếu không có hoàng hôn thì không thể có bình minh, và chúng ta sống giữa những điều trái nghịch này. Chúng ta là tập hợp của nhiều sự trái nghịch, chúng ta đau khổ, tuy nhiên chúng ta có thể đứng lên từ đau khổ, chúng ta mất mát, tuy nhiên chúng ta vẫn cảm nhận được tình yêu. Chúng ta yêu quý cuộc sống này, tuy nhiên chúng ta biết rằng nó không tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta có thể cảm nhận rõ những việc trái nghịch này, chúng ta có thể sống một đời sống hạnh phúc hơn. David, cuộc sống này luôn tồn tại những cơn bão, chúng sẽ qua đi, chúng ta trải nghiệm cùng cả điều tốt lẫn điều xấu. Cả ngày lẫn đêm, cả âm lẫn dương, chúng ta sống trong sự đối ngẫu này. Bạn hãy nhìn lại chính mình, bạn hãy tự hỏi mình xem thái độ nào đem đến cho bạn niềm hạnh phúc, thái độ nào đem đến cho bạn sự thất vọng. Bạn hãy thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Cảm xúc canh tị có đem lại cho bạn niềm hạnh phúc không? Việc la hét một ai đó có giúp bạn cảm thấy hạnh phúc lâu dài không? Khi bạn tỏ lòng biết ơn với một ai đó, bạn cảm thấy thế nào? Khi bạn giúp đỡ một ai đó, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu bạn bị kẹt xe thay vì nguyền rủa, bạn hãy nhìn xung quanh và quan sát những người trên cùng một chuyến xe với mình. Bạn hãy nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào. Bạn hãy rèn luyện sự tử tế dành cho mọi người. Hãy chăm sóc và tử tế với mọi người và đừng bao giờ nói với ai về việc này. Bài học cuối cùng. Cách đây không lâu, chúng tôi trò chuyện cùng một người bạn cũ. Thật ngạc nhiên, nhà vật lý học thành công và xinh đẹp 30 tuổi này lại phàn nàn rằng mình không có được niềm hạnh phúc. Cô ta chia sẻ rằng cô ta không hài lòng với công việc của mình. Điều này khiến chúng tôi càng ngạc nhiên thêm. Chúng tôi biết rằng cô ta là một nhà vật lý học thành công và là một giáo sư nổi tiếng tại một trường đại học lớn nọ. Tuy thế cô ta vẫn muốn nhiều hơn, nhưng cô không thể có được một công việc nào tuyệt vời hơn. Chúng tôi lưu ý, có việc gì không ổn sao? Tôi không cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Khi cô ta nói rằng cô ta không cảm thấy mình đang góp phần đủ nhiều cho xã hội, chúng tôi hỏi, cô vẫn tham gia công tác tình nguyện tại trạm y tế vào mỗi tối thứ sáu, không phải sao? Cô vẫn giảng dạy miễn phí mỗi khi cô có thể, không phải sao? Cô đã đóng góp vào quỹ từ thiện một số tiền đáng kể, không phải sao? Vâng, cô ta đáp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Người phụ nữ này thông minh, thành công, đẹp đẽ, giàu có, được nhiều người kính trọng, có một đời sống hôn nhân tốt đẹp, vẫn cảm thấy rằng mình đang yếu kém, nhỏ nhoi, thất bại. Có lẽ cô ta cần phải thay đổi thế giới nội quan của mình hơn là thế giới ngoại vi. Nếu cô ta không cảm thấy rằng mình thành công, không phải như thế, cô ta mới cảm thấy rằng mình thành công ư? Giống như người phụ nữ này, nhiều người ngày nay đã có được những yếu tố để cấu thành niềm hạnh phúc, thế nhưng họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta không vui với những gì mình đang có, dù lớn hay nhỏ. Chúng ta không hài lòng với bề ngoài của mình. Sự thật là chúng ta có được mọi thứ để cảm thấy hạnh phúc, chỉ có điều chúng ta không nhận ra được những điều tốt đẹp mà mình đang có. Mọi người thường coi thường hoặc phủ nhận sự tốt đẹp nơi chính mình. Một số không ý thức được sự tác động của mình đến với thế giới. Dường như họ thiếu khả năng nhận ra sự thật về chính mình. Chúng tôi thường chia sẻ câu chuyện này với họ. Có một người có trái tim trong trắng, anh ta luôn thực hiện những hành vi tốt đẹp. Anh ta cũng phạm lỗi, nhưng việc đó không thành vấn đề. Không phải vì anh ta đã thực hiện những điều tuyệt vời, mà vì anh ta học tập được nhiều điều từ những lỗi lầm của mình. Thật tiếc, anh ta không ý thức được rằng những hành vi tốt đẹp mà mình đã thực hiện. Thượng Đế nhận thấy rằng một người tốt phạm lỗi nhưng vẫn đang phát triển là việc tốt, nhưng một người kiêu căng sẽ chẳng bao giờ có được niềm hạnh phúc. Thế nên người đã lấy đi khả năng nhận ra được sự tốt đẹp nơi chính mình của người này. Anh ta chỉ nhận ra được sự tốt đẹp nơi chính mình khi anh ta đã hoàn tất mọi việc. Anh ta tiếp tục làm nhiều việc tốt và mọi người được tỏ lòng tôn trọng anh ta, nhưng chính anh ta lại chẳng bao giờ cảm thấy mình đủ tốt hoặc hiểu được rằng mình đang làm việc tốt. Cuối cùng, khi anh ta sắp qua đời, Thượng Đế chỉ cho anh ta thấy rõ tất cả những việc tốt mà anh ta đã thực hiện. Thường thì chúng ta không nhận ra được sự đẹp của mình mãi đến khi cuối cuộc đời. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng chúng ta có mặt ở đây để ghi nhớ về sự tốt đẹp của mình và nhắc nhở nhau về sự độc đáo, quý giá, kỳ diệu của nhau. Sự mất mát cho chúng ta thấy đâu là điều quý giá.
Trong khi tình yêu cho chúng ta biết mình là ai, mối quan hệ nhắc nhở chúng ta về chính mình và cho chúng ta nhiều cơ hội để trưởng thành. Sự lo sợ, tức giận và kiên nhẫn trở thành những người thầy vĩ đại của chúng ta. Qua những thời khắc khó khăn, chúng ta càng thêm trưởng thành. Điều quan trọng là bạn cần phải biết mình là ai trong đời sống này. Bạn hãy sống một đời sống trọn vẹn để rồi bạn không cần phải nuối tiếc. Lần cuối cùng bạn ngắm nhìn ánh trăng là cách đây bao lâu? Bạn có cảm nhận được sự bình yên của buổi sáng sớm tinh sương không? Lần cuối cùng bạn bước đi trên cỏ với đôi chân trần là cách đây bao lâu? Mọi người đều sống dưới bầu trời xanh, nhưng họ có ngước nhìn bầu trời không? Có một câu thuật ngữ nói rằng, mỗi khi có một em bé được sinh ra đời, Thượng Đế đã quyết định rằng thế giới này sẽ tiếp tục tồn tại. Mỗi ngày bạn thức giấc, bạn sẽ có một ngày mới để trải nghiệm cùng cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ có được một đời sống khác giống thế này. Bạn sẽ không bao giờ có được cùng những người bạn này. Bạn sẽ không bao giờ có được cùng những người thân thương này. Đừng chờ đợi nữa. Hãy bước đến và ngắm nhìn đại dương, bầu trời, các vì sao và những người yêu thương của mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của cuốn sách này. Mình hy vọng bạn đã có khoảng thời gian yên bình và phần nào được chữa lành trong tâm hồn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trên hành trình của mình. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những podcast sắp tới.